Chí tôn chiến thần. Giang Sách. Tập 79. Lời nói này nghe Giang Sách rơi vào trong sương mù, chiếc cây thuật không phải từ Trần Lão chế tạo ra sao? Làm sao kết quả là, ngay cả Trần Lão mình cũng không thể nắm giữ? Nghe thực sự gọi người khó hiểu. Trần Lão cũng nhìn thấu Giang Sách nghi hoặc, chủ động giải thích, tựa như người biết, chiếc cây thuật là ta vì đối kháng bệnh ung thư sáng tạo ra được một loại y học kỹ thuật. Kỳ thực, hạng kỹ thuật này vẫn chưa xong giai đoạn. Có lý luận chung, chiết cây thuật ngoại trừ tầng thứ nhất chiết cây thực vật, tầng thứ hai chiết cây tiểu động vật ở ngoài, còn có tầng thứ ba. Hắn nhìn Giang Sách ánh mắt, dừng lại khoảng khắc. Giang Sách, nói vậy ngươi cũng đã đoán được, cái này tầng thứ ba, chính là đem hoa chiết cây đến nhân trên người. Đây mới là chiết cây thuật tầng cao nhất. Vừa nghe đến cái này, Giang Sách toàn thân nổi da gà liền lập. Cái này, chính là nghịch thiên cải mệnh, đối với thần khiêu chiến. Hắn nhớ tới ở Giang Nam khu thấy những thực vật kia người, bọn họ, không phải là bị chiết cây rồi, người cùng thực vật dung hợp vào một chỗ rồi không? Chỉ nghe Trần Lão nói rằng, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ngươi nhất định là nhớ lại Giang Nam khu những thực vật kia người a. Giang Sách cũng không giấu giếm, hồi đáp, đúng vậy, sư phụ, những thực vật kia người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Lão cười khổ một tiếng, một chút xíu giải trừ Giang Sách nghi ngờ trong lòng. Đầu tiên một điểm, những thực vật kia người, đúng là lợi dụng chiết cây thuật tầng thứ ba hoàn thành tác phẩm. Bất quá, không phải Trần Lão làm, mà là Niếp Thiên Kỳ làm. Trần Lão cả đời tận sức với cùng bệnh ung thư làm đấu tranh, tại hắn trong tưởng tượng, chiết cây thuật tầng thứ ba, có thể đem những sinh mạng này lực cực mạnh hoa chiết cây đến nhân trên người. Sau đó không ngừng hấp thu thân thể người trong tế bào ung thư. Người cùng thực vật dung hòa nhất thể, cùng bệnh ung thư tiến hành chống lại. Cái ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng mà, thực tế thao tác phi thường trắc trở. Chỗ khó cũng không ở chỗ hoa chiết cây đến nhân trên người. Cái này kỳ thực cùng chiết cây đến tiểu động vật trên người không có khác nhau quá nhiều, không luận là Trần Lão vẫn là Niếp Thiên Kỳ cũng có thể làm được. Khó khăn là... Như thế nào làm cho đi tìm hấp thu tế bào ung thư? Này bị chiết cây hoa, chẳng những không phải hấp thu tế bào ung thư, ngược lại đi hấp thu thân thể con người tinh khí, chất dinh dưỡng. Chẳng những không có khiến người ta trở nên kiện khang, ngược lại ở một chút xíu phá hủy thân thể của nhân loại. Điểm này, Giang Sách là thấu hiểu rất rõ, hắn tận mắt qua những thực vật kia người là như thế nào bị hoa cho hút khô. Như thế nào làm cho hoa không phải hấp thu nhân chất dinh dưỡng, đi hấp thu này rất khó hấp thu tế bào ung thư, đây mới là kỹ thuật chiết cây tầng thứ ba khó khăn nhất địa phương. Đến nay mới thôi, Trần Lão đều không thể đột phá. Niếp Thiên Kỳ cũng giống như vậy. Bất quá, Niếp Thiên Kỳ cũng không để bụng điểm này, bởi vì hắn cùng Trần Lão không giống với, Niếp Thiên Kỳ đối với phá được tế bào ung thư chuyện này không có hứng thú chút nào, hắn chỉ thích nữ nhân cùng tiền tài. Hiện tại hắn nắm giữ kỹ thuật, đủ để cho hắn thu được đại lượng tiền tài, vô số mỹ nữ. Cho nên Niếp Thiên Kỳ mới có thể bị Lão Thiên Tôn cho đào đi. Coi như Lão Thiên Tôn không phải đào, kỳ thực Niếp Thiên Kỳ cũng đã sớm không nhẫn nại được, muốn rời khỏi Trần Lão bên người, đi hưởng thụ nơi phồn hoa. Trên thực tế, Niếp Thiên Kỳ cũng quả thật có năng lực đi hưởng thụ. Niếp Thiên Kỳ lợi dụng, gà mờ, chiết cây thuật. Đem hoa gả nhận được thân thể của con người trên. Chế tạo ra từng cái người sống đời sống thực vật, hấp thu nhân chất dinh dưỡng phía sau hoa, bị Niếp Thiên Kỳ gỡ xuống, dùng để chế tạo phệ tâm tán cùng với giải dược. Nói là giải dược, cũng chỉ là có tính cách tạm thời khắc chế mà thôi. Nghe thế, Giang Sách hiếu kỳ hỏi, cho nên sư phụ, nếu như ngài nguyện ý, cũng là có thể chế tạo ra giải dược. Trần Lão cười cười xấu hổ. Nói rằng, ta là có thể, thế nhưng ta không thể làm như vậy. Vì sao? Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, ta thuộc về khắc thủ chi gia, dựa theo quy củ, không thể đối với Lão Thiên Tôn sự tình làm bất luận cái gì nhúng tay. Đệ nhị, muốn chế tạo ra giải dược, phải hy sinh một nhóm người, để cho bọn họ trở thành người sống đời sống thực vật. Loại này vì cứu người mà hy sinh những người khác hành vi, không phải ta theo đuổi. Giang Sách thở dài. Nói cũng phải. Nếu vì chế tạo ra giải dược mà hy sinh tánh mạng của người khác, hành động như vậy lại có ý nghĩa gì? Huống hồ, chế tạo ra cũng không phải chân chính giải dược,
chỉ có nhất thời hiệu quả, trị ngọn không trị gốc. Giang Sách lại hỏi, sư phụ kia, người có biện pháp chế tạo ra chân chính giải dược sao? Trần lão lắc đầu, ta không biết, chỉ có ở xác thực biết phệ tâm tản nhân tố sau đó, ta mới có thể xác định. Có được hay không chế tạo ra chân chính giải dược? Phệ tâm tản nhân tố. Giang Sách nghi hoặc nhíu, hỏi, phệ tâm tản nhân tố, không phải là lấy hấp thu nhân thể tinh túy mà nở rộ, địa ngục hoa, sao? Trần lão xua tay một cái ngón tay, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Hắn nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói, hiện nay này giải dược nhân tố. Đúng là địa ngục hoa, nhưng phệ tâm tản nhân tố, ngoại trừ địa ngục hoa ở ngoài, còn có vật khác. Là cái gì? Kế tiếp, Trần lão nói ra một cái làm cho Giang Sách làm sao cũng không nghĩ ra tên. Tên này chính là Long Chi Thủy. Từ Trần lão trong miệng nghe thấy ba chữ sau đó, Giang Sách thần sắc trên mặt triệt để thay đổi. Long Chi Thủy, thế nào lại là Long Chi Thủy? Trần lão nói rằng, kỳ thực tình huống cụ thể là dạng gì, ta cũng không rõ ràng. Ta hiện nay hiểu rõ tin tức chính là, phệ tâm tán này đây Long Chi Thủy cùng với địa ngục hoa vì trở thành phân, chế tạo ra cực đoan độc dược. Ta ước đoán, lão thiên tôn từ ta đây đào đi Niếp Thiên Kỳ, chính là muốn cung cấp cho hắn Long Chi Thủy, do đó chế tạo ra phệ tâm tán loại này kẻ đáng ghét gì đó. Cho nên Giang Sách, nếu như ngươi thực sự muốn chế tạo ra triệt để trị hết phệ tâm tản giải dược, ngoại trừ có địa ngục hoa ở ngoài, còn phải có Long Chi Thủy. Địa ngục hoa, ta có thể dạy ngươi chiết cây thuật, ngươi học được sau đó có thể có được. Mà Long Chi Thủy, sư phụ đã giúp không được ngươi. Giang Sách minh bạch, cũng rất cảm kích. Trần lão nói những thứ này, toàn bộ đều là Yến Thành cơ mật cốt lõi nhất. Là tuyệt đối không thể tùy tiện lấy chồng nói. Trần lão có thể đem việc này nói cho Giang Sách, kỳ thực cũng đã chiếm tư tâm. Bởi vì khác thủ chi ra là tuyệt đối không phải dính vào Yến Thành sự tình, không đi cùng lão thiên tôn đối nghịch, đem những này sự tình nói cho Giang Sách, kỳ thật sẽ chờ cho cùng lão thiên tôn là địch. Đây là không được phép. Bất quá Trần lão cũng không ở tử rồi. Hắn cũng không có mấy ngày mệnh có thể sống, còn có cái gì cũng may tử. Có thể nói cho ngươi biết ta đều nói cho. Không nói chuyện những chuyện khác. Hiện tại, để ta đem chiết cây thuật tầng thứ 3 toàn bộ truyền cho ngươi, có thể nắm giữ bao nhiêu, tu luyện tới trình độ gì, liền toàn bộ đều nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Vì vậy, kế tiếp trong vòng mấy canh giờ, Trần lão đem hắn nắm giữ đồ đạc đều truyền thụ cho Giang Sách. Chiết cây thuật tầng thứ 3, chính là đem địa ngục hoa gả nhận được nhân loại trên người. Bên ngoài thao tác, 90% đều cùng chiết cây đến tiểu động vật trên người cùng loại, chỉ có chút ít bất đồng mà thôi. Dựa theo Giang Sách ngộ tính, không ra một ngày là có thể toàn bộ nắm giữ. Thế nhưng, trở lại lời khi trước đề, hắn có khả năng nắm giữ, cũng chỉ là đem địa ngục hoa chiết cây đến trên thân người mà thôi, cùng Trần lão, Niếp Thiên Kỳ nắm giữ giống nhau như đúc. Phía sau, địa ngục hoa sẽ không đi thôn phệ tế bào ung thư. Chỉ biết thôn phệ nhân tinh khí, chất dinh dưỡng, đem người cho hút khô. Trần lão nói rằng, ta nắm giữ nhiều như vậy, Giang Sách, ta đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Hy vọng ngươi về sau nhất định phải có chút đột phá, hoàn thành vi sư không thể hoàn thành sự tình. Không riêng muốn đem địa ngục hoa chiết cây đến trên thân người, càng phải làm cho địa ngục đi tìm hấp thu tế bào ung thư, Giang Sách, ngươi nhất định phải phá được cái vấn đề khó khăn này. Nhất định. Trần lão thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng sự tình đã có khí vô lực. Giống như là cháy hết ngọn lửa, ở trong gió càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Giang Sách cầm Trần lão tay, làm một cực kỳ xuất sắc bác sĩ, Giang Sách biết sẽ phải chuyện đã xảy ra, trong nội tâm hàng loạt đau nhức. Trần lão, đúng là vẫn còn rời đi. Hắn ngồi ở trên ghế mây, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Trên người nhiệt độ càng ngày càng lạnh, hô hấp đình chỉ, mạch đập không phải nhảy, cứ như vậy yên lặng từ trên đời ly khai. Hắn, đi rất an tường. Bởi vì hắn đã không có tiếc nuối, có thể ở trước khi chết đem kiếp này sở học toàn bộ đều truyền thụ cho Giang Sách, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn không thể hoàn thành sự tình, cũng đều giao cho Giang Sách rồi. Giang Sách không có la to, chỉ là nước mắt không chịu thua kém tràn mi ra. Hắn vi vi cúi đầu, quỳ ở Trần lão trước mặt, lại tam bái.
Đang ở Giang Sách dập đầu xong vừa mới lúc đứng lên, hoa viên mặt khác một bên cửa sắt lớn mở ra, một người trung niên nam tử đi ra. Không là người khác, chính là Tiêu Thất rất lâu khác thủ Chi gia gia chủ Tương Huân. Giang Sách mỗi ngày đều tới khác thủ Chi gia, cũng rất lâu không có cùng Tương Huân gặp mặt. Tương Huân yên lặng đi tới Trần Lão trước mặt, nhìn Trần Lão mặt mỉm cười ly khai nhân thế, sâu đậm thở dài, đối với Giang Sách nói rằng, sự xuất hiện của ngươi, là Trần Lão lúc tuổi già hạnh phúc lớn nhất. Dừng lại khoảng khắc, hắn tiếp tục nói, Trần Lão hậu sự. Ta sẽ toàn quyền xử lý, ngươi không cần vì thế quan tâm, hiện tại ngươi phải làm, chính là chọn toàn lực đi nắm giữ chiết cây thuật tầng thứ ba, hoàn thành Trần Lão tâm nguyện. Giang Sách nhíu mày. Nhìn về phía Tương Huân, hỏi một cái phi thường vấn đề mấu chốt, Trần Lão truyền thụ cho ta chiết cây thuật, sợ không chỉ là bởi vì ta thiên phú xuất chúng duyên cớ a. Tương Huân hừ nhẹ một tiếng, hồi đáp, ngươi rất thông minh, ta cũng không gạt ngươi. Trần Lão biết truyền cho ngươi chiết cây thuật, là ta nói ra. Giang Sách có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, đó cũng là phải làm. Làm khác thủ Chi gia gia chủ, nếu như không có Tương Huân cho phép. Trần Lão sẽ đem trọng yếu như vậy kỹ thuật tùy tiện truyền cho ngoại nhân. Chỉ là Giang Sách không nghĩ tới, chuyện này lại là Tương Huân chủ động nói ra. Vì sao? Giang Sách hỏi. Nguyên nhân rất nhiều, Tương Huân nói rằng, thứ nhất, Trần Lão không còn sống lâu nữa, cần phải có người đến kế thừa y bát của hắn. Thứ hai, vô luận là Trần Lão vẫn là Niếp Thiên Kỳ, thiên phú hữu hạn, cần phải có một gã càng xuất sắc hơn nhân tài tới kế thừa chiết cây thuật. Cũng hoàn thành đột phá. Giang Sách lạnh như băng nói rằng, còn có những nguyên nhân khác a. Giống như tưởng gia chủ người như vậy, cũng không phải cái loại này sẽ vì phá được tế bào ung thư như thế, buồn chán, sự tình mà nỗ lực, cũng sẽ không bởi vì bị Trần Lão chuyện tích mà cảm động, tự ra tiền xuất lực nuôi Trần Lão cả đời, lại không biết vì thỏa mãn Trần Lão tâm nguyện, sẽ nỗ lực bang Trần Lão tìm kiếm người nối nghiệp. Tưởng gia chủ, mục đích thực sự của ngươi là cái gì? Tương Huân nở nụ cười, ngươi làm sao đem ta nói không chịu được như thế? Nghe, ta giống như là một hám lợi tiểu nhân. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá ngươi quả thực nói đúng, trợ giúp Trần Lão, ta thật có tư tâm. Một câu, thật có tư tâm, đem thành công đem Giang Sách chú ý của lực cho điều động. Hắn kiên nhẫn nghe Tương Huân giải thích. Chỉ thấy hắn bất động thanh sắc tháo xuống một đóa trên thân cây hoa, chậm rãi nói kỹ thuật chiết cây. Đúng là hạng nhất phá được tế bào ung thư chữa bệnh thủ đoạn, cái này cũng đúng là Trần Lão cả đời theo đuổi mục tiêu. Ở chỗ này trên, kỹ thuật chiết cây đối với ta mà nói. Cũng có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nếu quả như thật có người có thể nắm giữ tầng thứ ba, như vậy. Đối với ta, đối với Yến Thành ý nghĩa sẽ cực kỳ vĩ đại. Cho nên ta biết tiêu nhiều tiền như vậy cung Trần Lão, không chỉ là bị chuyện xưa của hắn sở đả động. Càng không phải là vì truy cầu cái gì phá được tế bào ung thư sự nghiệp vĩ đại như vậy, chỉ là vì một chút xíu tư tâm. Giang Sách nhíu mày, nói nhiều như vậy, kỳ thực bằng không nói gì. Kết quả là, cái gì tư tâm vẫn là không có nói a. Giang Sách chủ động dò hỏi, tưởng gia chủ, ngài khỏe như cái gì cũng không có tiết lộ cho ta đi. Ngài đến cùng vì cái gì thu lưu sư phụ ta, còn chưa nói rồi. Tương Huân thở ra một hơi dài. Nói rằng, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách biết bí mật này. Muốn biết, chờ ngươi lấy được Đắc Long chi thủy sau đó mới nói đi. What? Giang Sách sửng sốt vài giây. Long chi thủy. Hắn không hiểu hỏi, tưởng gia chủ, ngài những lời này ta thật là không có nghe hiểu. Tương Huân nở nụ cười, ngươi không dùng tại trước mặt của ta giả vờ ngây ngốc. Ngươi tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Một là vì rồi chiết cây thuật. Thứ hai không phải là vì lấy được Đắc Long chi thủy phương pháp sao? Các ngươi khu trưởng Tiêu học thần về điểm này mờ ám. Thật sự cho rằng có thể chạy trốn pháp nhãn của ta. Cảm tình Giang Sách hết thảy mờ ám. Toàn bộ đều bị Tương Huân cho nắm giữ. Tương Huân nếu không có ngăn cản Giang Sách, vậy đã nói rõ. Tương Huân là có ý phóng túng Giang Sách, thậm chí len lén trợ giúp Giang Sách. Giang Sách hỏi, tuân thủ nghiêm ngặt nhà không phải thuộc về trung lập vị trí, không tham dự bất luận cái gì Yến Thành chuyện sao? Tương Huân lạnh lùng nói rằng, thế nhưng trên cái thế giới này, thật tồn tại hoàn toàn trung lập chuyện này sao? Chỉ cần là người, sẽ có tư tâm, sẽ lệch tâm,
Giang Sách, ngươi bây giờ chỉ cần biết một điểm, ngươi thu hoạch Long Chi Thủy cũng sẽ không đối với ta tạo thành nguy hại. Ngược lại sẽ đối với ta rất có ích lợi. Đối với ta hữu ích sự tình, ta đương nhiên biết bang. Kỳ thực Giang Sách phải không hiểu. Hắn lấy được Đắc Long Chi Thủy, tại sao phải đối với Tương Huân hữu ích chỗ? Không chỉ có như vậy, Tương Huân kế tiếp một câu nói càng làm cho Giang Sách ngoài ý muốn. Tương Huân nói tiếp, hơn nữa ta cho ngươi biết. Ngươi lấy được Đắc Long Chi Thủy, không riêng đối với ta hữu ích, đối với Lão Thiên Tôn cũng là có ích. Cho nên, trong khoảng thời gian này tới nay Lão Thiên Tôn mặc dù đang các phương diện đối phó ngươi, nhưng là lại không có đối với ngươi thu hoạch Long Chi Thủy có bất kỳ ngăn cản, ngươi không có phát hiện sao? Cái này, Giang Sách triệt để hồ đồ. Hắn thu hoạch Long Chi Thủy, là vì cởi ra phệ tâm tản bí mật, tìm ra chân chính giải dược. Một ngày giải dược hoàn thành. Lúc đó trực tiếp phá hủy Lão Thiên Tôn đối với Yến Thành khống chế, vậy làm sao còn đối với Lão Thiên Tôn hữu ích đâu? Thật sự là gọi người khó hiểu. Thứ cho ta khó hiểu, Giang Sách nói rằng, người bây giờ đương nhiên khó hiểu, chờ người thu hoạch Long Chi Thủy sau, tất cả liền đều sẽ hiểu. Tương Huân vẻ mặt nghiêm túc nói, Long Chi Thủy là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể mang đến vinh dự vô thượng, có thể mang đến vô tận tai nạn. Giang Sách. Ngươi muốn trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Sách gật đầu, lại hỏi, nàng nghe tưởng ra chủ ý tứ, là muốn giúp ta lấy được Đắc Long Chi Thủy đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên, Tương Huân cho ra trả lời khẳng định, hắn nói rằng, Trần Lão đã qua đời. Trên thế giới nắm giữ chiết cây thuật chỉ có ngươi cùng Niếp Thiên Kỳ hai người, mà Niếp Thiên Kỳ lại bị Lão Thiên Tôn sử dụng. Người bây giờ theo ta nhưng thật ra là đứng ở một cái trên trận tuyến. Đi theo ta, Tương Huân chủ động xoay người rời đi, mang theo Giang Sách đi vào vườn hoa thiên môn, thất nhiễu bát nhiễu. Cuối cùng, bọn họ đi tới một người giống là tế đàn địa phương. Nơi này có một cái, pháp trận, trên mặt đất là một cái ngũ mang tinh trận, ở năm góc trên có một cái hỏa trụ tử, mỗi cái hỏa trụ tử bên trong tránh để một cái thiêu đốt đỏ bừng hình tròn vật thể. Tương Huân nói rằng, nên ngũ mang tinh trận, là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thiết trí mà thành, người muốn thu hoạch long nước, nhất định phải đem năm hỏa trụ tử toàn bộ tắt, mới có thể làm cho long mạch đánh xuống long nước. Giang Sách xoay người nhìn một vòng, cái này năm hỏa trụ tử hỏa diễm cùng ngọn lửa thông thường cũng không có gì khác nhau. Dùng thủy, thổ hoặc là hạt cát tới bao trùm nói. Không phải có thể giải quyết. Tương Huân nhìn thấu tâm tư của hắn. Chủ động giải thích, hỏa diễm đương nhiên rất dễ dàng liền tắt. Khó khăn là, mỗi cái cây cột bên trong đều có một cái, cây long nhãn, hỏa một ngày tắt. Cây long nhãn sẽ một lần nữa phóng xuất ra hỏa diễm. Đưa tới hỏa trụ tử một lần nữa thiêu đốt. Muốn triệt để tắt hỏa diễm, phải tìm kiếm năm khắc chế cây long nhãn vật, cái này năm vật. Cũng là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính tới thiết trí. Xem ra, muốn đem năm hỏa trụ tử cho triệt để tắt. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như dễ dàng như vậy liền tắt nói. Như vậy, qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có 6 người từng thu được long nước rồi. Giang Sách hỏi, có thể hay không làm phiền tưởng gia chủ báo cho biết, cái này ngũ dạng vật là cái gì? Tương Huân thần bí nói rằng, khai thiên tích địa chi kim, nguồn gốc của sự sống chi mộc. Làm dịu vạn vật nước, đốt cháy thế giới chi hỏa, dựng dục sinh cơ chi thổ. Được này ngũ hành, mới có thể tắt năm cái hỏa trụ tử. Nói rất có thiền để ý, không phải một chốc có thể suy nghĩ ra. Vì sao không phải trực tiếp đem ngũ món khác nói cho Giang Sách? Còn ở đây đánh câu đố, đây không phải là thuần túy lãng phí thời gian sao? Rất nhanh, Giang Sách cũng biết vì sao. Tương Huân nói rằng, nói vậy Giang lão bản nhất định không phải quá rõ cái này ngũ món khác là cái gì sao? Trùng hợp là, tiểu nữ Tương Y Vân đối với lần này tràn đầy nghiên cứu. Giang lão bản sao không đem tiểu nữ mang theo trên người, giúp ngươi giải đáp câu đố? Giang Sách bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này Tương Huân thật đúng là tâm tư kín đáo, nếu như Giang Sách đi ra ngoài tìm kiếm cái này ngũ món khác, na Tương Y Vân làm sao bây giờ? Của nàng bệnh kén ăn chứng không phải không ai xía vào. Hiện tại, Tương Huân cố ý nói ra năm cái hiểu cái không câu đố, buộc Giang Sách đem Tương Y Vân mang theo trên người, đã là trợ giúp Giang Sách giải đáp câu đố,
càng làm cho Giang Sách không dám tùy ý vứt bỏ Tương Y Vân. Một lần hành động đôi được. Tương Huân, thật là một con tặc giảo hoạt cáo già. Bất kể là đối với địch nhân, hay là đối với người một nhà, hắn đều thị xử chỗ đều tính toán đến rồi. Giang Sách gật đầu, đa tạ Tưởng gia chủ chỉ giáo, ta sẽ đi về phía Tưởng tiểu thư thỉnh giáo, mau sớm thu được ngũ dạng vật, đồng thời ta cũng hướng Tưởng gia chủ cam đoan, ngũ dạng vật thu được lúc, chính là Tưởng tiểu thư bệnh kén ăn trứng khôi phục ngày. Tương Huân mỉm cười nói, như vậy, rất tốt. Mời. Giang Sách ôm quyền chắp tay, xoay người ly khai tế đàn, đi tìm Tương Y Vân. Kế tiếp thời gian, hắn có rất nhiều địa phương cần dựa vào cô nữ xinh này rồi. Giang Sách đi tới Khác Thủ Chi gia phòng khách, đúng dịp thấy Tương Y Vân an vị ở trên ghế salon, vì vậy cũng không khách khí, trực tiếp đi tới liền đem Tương Huân lời nói thuật lại một lần, thỉnh cầu Tương Y Vân hỗ trợ. Nghe xong, Tương Y Vân có chút mộng. Nói thật ra, nàng căn bản là không có nghĩ đến sự tình biết hướng cái phương hướng này phát triển. Bất quá, để cho nàng đơn độc đi ra ngoài cùng Giang Sách qua một đoạn thời gian, nàng đương nhiên là rất vui lòng. Chỉ là, nàng cũng không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy, ra vẻ mình dường như rất giá rẻ. Vì vậy, Tương Y Vân cố ý thiết chí một cái ngưỡng cửa, nói rằng, người mời ta hỗ trợ, cũng không có một điểm bày tỏ sao. Còn cần cái gì biểu thị? Giang Sách nói rằng, có cái gì yêu cầu, Tưởng tiểu thư có thể nói, có thể làm được ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Tương Y Vân trong mắt rất nhanh chuyển động, đang suy nghĩ chính mình cần gì. Kỳ thực, ở Khác Thủ Chi gia nàng, áo cơm không lo, còn cần cái gì? Nàng cần nhất, nhưng thật ra là yêu. Giang Sách yêu. Nhưng loại sự tình này, nàng sao được nói ra được? Không biết vì sao. Trong đầu nàng xuất hiện một cái tên yêu đương chủ đề nhà hàng. Kỳ thực, Tương Y Vân vẫn luôn ảo tưởng có thể cùng Giang Sách tại nơi dạng trong hoàn cảnh ăn, chỉ là, hiện tại coi đây là yêu cầu. Có thể hay không quá, bị ổi một điểm. Nhưng nàng còn là nói rồi đi ra, đỏ bừng cả khuôn mặt hồi đáp, ta nghe nói yêu đương chủ đề phòng ăn cơm nước ăn thật ngon, nếu không, ngươi mời ta đi qua ăn một bữa. Yêu đương chủ đề nhà hàng. Chỉ là nghe tên cũng biết có ý tứ. Nàng cùng Giang Sách cũng không phải quan hệ yêu thương, tại sao muốn đi? Lúc đầu, Tương Y Vân cho rằng Giang Sách biết cự tuyệt, ai biết? Không thành vấn đề, Giang Sách không chút do dự đáp ứng rồi. Tương Y Vân thất kinh, kỳ thực nàng vừa mới cũng chính là dò xét tính vừa nói, căn bản không có nghĩ đến Giang Sách biết thực sự bằng lòng. Đi thôi, ta lái xe mang ngươi tới. Không cho nhiều lời, Giang Sách trực tiếp lái xe mang theo Tương Y Vân đi tới yêu đương chủ đề nhà hàng, cũng không có cho Tương Y Vân thời gian phản ứng, giống như là sợ nàng lại đột nhiên đổi giọng. Nơi này là tình lữ thiên đường, kỳ thực, dựa theo thân phận của bọn họ phải không hẳn là xuất hiện ở nơi này, bất quá vì để cho Tương Y Vân thỏa mãn, Giang Sách không quản được nhiều như vậy. Nơi này tiêu phí có thể không phải thấp. Chỉ là bữa cơm này, phải ăn tươi hơn mấy triệu. Tương Y Vân nói rằng, Giang lão bản, lúc này đây cần phải để cho ngươi phá phí. Giang Sách phi cười nói, đúng vậy, đoạn thời gian gần nhất mở tiệm cơm tiền kiếm được, cũng tốn ở chỗ này. Tương Y Vân gật đầu, chuyện đó đối với ngươi mà nói, quả thật có chút nhức nhối, a hát. Cái này tới chỉ là bọn hắn vui đùa thức đối thoại, kỳ thực đối với Giang Sách loại này phú khả địch quốc nhân mà nói, cái này mấy trăm ngàn chi tiêu, quả thực ngay cả mưa bụi cũng không tính. Đúng lúc này, một cái phi thường thanh âm chói tai truyền tới. Chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi, liền nhức nhối. Xách xách xách, Khác Thủ Chi gia Tưởng tiểu thư, làm sao tìm được cái cùng quỷ làm nam bằng hữu? Người nào như thế đáng ghét? Tương Y Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt khác một đôi tình lữ theo lối đi nhỏ đã đi tới. Nam là một gã mang mắt kiếng tây trang nam tử, mới vừa nói, chính là hắn nói ra được. Nên nam tử là Tương Y Vân bạn học thời đại học Dương Quang Chính. Dương Quang Chính cũng là Yến Thành danh môn vọng tộc sau đó, lúc đầu muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đặt lên Tương Y Vân cái này phượng hoàng, trở thành Khác Thủ Chi gia con rể. Kết quả Tương Y Vân căn bản thì nhìn không hơn hắn. Lúc này Dương Quang Chính chứng kiến Tương Y Vân cùng Giang Sách ngồi chung một chỗ, hay là đang loại này yêu đương nhà hàng, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sản sinh hiểu lầm.
cho rằng Giang Sách là Tương Y Vân Nam bằng hữu. Nhất thời, ghen tuông đã thức dậy. Tương Y Vân vừa nhìn thấy hắn liền phiền táo. Dương Quang Chính lại cố ý từ bên người nàng trải qua, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, lắc đầu liên tục, thực sự là nghèo rớt dái a, Tưởng tiểu thư, các ngươi đi ra liền ăn. Này ăn cơm thừa rượu cạn, Sách Sách Sách, thương cảm ở đâu? Ngươi nói ngươi, trước đây nếu như theo ta, hiện tại làm sao khổ chịu phần này ủy khuất? Hiện tại ngươi coi như muốn theo ta, ta cũng sẽ không muốn ngươi, bởi vì a, con người của ta không thích hàng đã xài rồi, ha 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 ha. Hắn cười lớn từ Tương Y Vân bên cạnh đi qua. Cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ có như vậy, Dương Quang Chính còn mang theo bạn gái của mình ngồi ở cách đó không xa chỗ ngồi. Cố ý đem thức ăn trên bàn từng cái đọc ra, khoe khoang cho Tương Y Vân bọn họ xem. Tương Y Vân không ngừng vận khí, cũng nhanh muốn bạo phát. Giang Sách Phi cười lắc đầu, hỏi Tương Y Vân, nếu không, ta cũng muốn điểm đắt tiền đồ ăn. Tương Y Vân khoát tay áo, không muốn, khiến cho cùng một tiểu hài tử tựa như, điểm nhiều như vậy đồ ăn ăn hết sao. Quên đi, Giang Sách không có nói cái gì nữa, chẳng qua là cảm thấy trường hợp như vậy vô cùng thú vị. Lúc này, Dương Quang Chính đột nhiên đề giọng to nói rằng, hôm nay là nhà của ta, Bảo Bảo, sinh nhật. Nếu là sinh nhật, vậy thì phải long trọng một điểm. Tới Bảo Bảo, nhìn ta một chút chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Hắn vỗ tay một cái, chỉ thấy chủ đề trong phòng ăn kéo lên một đạo xinh đẹp màu đỏ hoành phi, viết là, mong ước tặng dòng nữ sĩ sinh nhật vui vẻ. Chu vi đều bày đầy hoa, phi thường náo nhiệt. Những nữ sinh khác đều lộ ra biểu tình hâm mộ, phải biết rằng, nơi này chủ đề nhà hàng chào giá có thể ngoan, làm như thế một bộ, không có trên 1 triệu là không xuống được. Thật cam lòng cho nữ bằng hữu dùng tiền a. Dương Quang Chính vui vẻ nói rằng, làm ta Dương Quang Chính Bảo Bảo, chính là tới hưởng phúc. Có vài người a, thật là không có thật tinh mắt. Tương Y Vân nghe xong, trên mặt âm trầm không ngớt. Lớn tuổi như vậy rồi, còn Bảo Bảo, Bảo Bảo, thực sự là ác tâm. Bỗng nhiên, Giang Sách Phi cười đối với Tương Y Vân nói rằng, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Nghe xong Giang Sách lời nói, Tương Y Vân hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng nói, đừng đánh mặt sưng sưng người a, nhân ra cái này phô trương không có trên 1 triệu sượng mặt, người cũng lấy ra một hơn 10 khối tiểu món đồ chơi. Na mất mặt khả năng liền ném đi được rồi. Nàng là cảm thấy, như thế trong lúc vội vàng, Giang Sách không có khả năng chuẩn bị lễ vật gì. Giang Sách không nói gì, chỉ là đem người bán hàng hô qua đây, thông báo vài câu. Kế tiếp không có bất kỳ sự tình phát sinh. Bên kia Dương Quang Chính đợi một hồi, thấy không có động tĩnh, không khỏi cười ha hả, nói xong lễ vật. Làm sao, quên mang tới chưa? Ta khi còn bé không làm ra vẻ nghiệp, liền thích như thế lừa gạt lão sư, ha 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 ha. Vừa dứt lời, trong lúc bất chợt, liền nghe được liên tiếp âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Theo sát mà, trên đỉnh đầu đèn cầu từng cái mở ra, tạc ra đại lượng đeo duy băng, ở chủ đề phòng ăn ngay phía trên có ngọn đèn lóe ra. Cho thấy một hàng chữ, mong ước Tương Y Vân nữ sĩ sinh nhật vui vẻ. Huyễn lệ lóa mắt, ngũ quang thập sắc. Trọng yếu hơn chính là, chu vi lại có đại lượng cánh hoa bay lượn xuống tới, cảm giác kia giống như là đi tới như tiên cảnh. Trên mặt đất có băng khô chế tạo, sương mù. Tình hình nhìn qua thực sự cùng thiên cung giống nhau như đúc, nhìn cực kỳ. Ở quy mô, khí thế kia, không có 3,4 triệu là làm không được. Tương Y Vân lúc này mới lộ ra nụ cười hạnh phúc, mừng rỡ hợp bất long chủy. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lúng túng nhỏ giọng nói rằng, nhưng hôm nay không phải sinh nhật ta a. Giang Sách Phi mỉm cười một cái, lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày cho ngươi sinh nhật. Trả lời như vậy, làm cho Tương Y Vân tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên bầu trời, Na dùng khí cầu làm miêu, ở khói mù lượn lờ trong hoàn cảnh bay múa, nhìn qua xa hoa. Đều là động nhân. Lớn như vậy tràng diện, triệt để đem Dương Quang Chính cả nhà bọn họ gây kinh hãi. Cái này, Dương Quang Chính tức giận nắm chặt nắm tay. Vốn định yên lành nhục nhã một cái Giang Sách, thuận tiện làm cho Tương Y Vân hối hận trước đây không có gả cho chính mình, kết quả trái lại nhưng thật ra mình bị làm nhục. Điều này làm cho hắn khó có thể nuốt trôi khí.
Nữ bằng hữu Tằng Dòng bĩu môi nói rằng, thân ái, ta cũng muốn biết bay mèo. Tương Y Vân bắt chuẩn cơ hội nói rằng, tiểu bảo bảo, không nên đối với hắn nói như thế, yêu cầu quá đáng, không làm được. Hắn cũng liền chỉ biết treo cái hoành phi, không biết, còn tưởng rằng là khất nợ nông dân công phu tiền lương, đến đây đòi nợ. Không thể không nói, nữ nhân là trời xanh quỷ biện ra. Mặc dù là Tương Y Vân như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài tử, đang bị làm tức giận thời điểm, cũng là có thể diệu ngữ hàng loạt. Buổi nói chuyện, phun, Dương Quang Chính ngay cả cãi lại dục vọng cũng không có. Thật sự là ngoan. Tương Y Vân cho Giang Sách gắp một miếng thịt, thân ái đát, tới, đút ngươi ăn thịt thịt. Một bên là vui vẻ hòa thuận, một bên là âm thầm sức sống. Hai bên tình huống hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thở hổn hển hồi lâu, Dương Quang Chính cắn răng nói rằng, không phải là phô trương bày lớn một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người, một điểm thành ý cũng không có. Xú khoe khoang. Quay đầu trở lại, hắn đối với mình nữ bằng hữu Tằng Dòng nói rằng, bảo bảo, ta vì cho ngươi sinh nhật, còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần chúc phúc. Tiếp lấy, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy người bán hàng đi lên trung gian sân khấu, đem một tấm đĩa CD bỏ vào trong máy móc, theo sát mà, ở sân khấu trên màn ảnh khổng lồ phát hình video. Trong video dung là một đám người lời chúc phúc. Nhìn qua dường như không có gì, nhưng mấu chốt của vấn đề, chính là ở chỗ này, người. Này cũng không phải là người bình thường, mà là minh tinh. Có bọn họ tự mình thu video chúc phúc, đây chính là nhất kiện không được sự tình. Về sau ở tỉ muội trước mặt có thể hung hăng nói khoác một phen. Chủ đề phòng ăn những nữ sinh khác đều không ngừng hâm mộ, từng cái lộ ra ánh mắt khen tị, nghe được này đại minh tinh đối với Tằng Dòng nói ra lời chúc phúc, có chút trong lòng yếu ớt nữ sinh, thậm chí đều ghen tị khóc tại chỗ đi ra. Lão công, ta cũng muốn minh tinh chúc phúc. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Các nữ sinh hâm mộ và ghen ghét, làm cho cả tràng diện có vẻ loạn tao tao. Nhưng Dương Quang Chính không để bụng, hắn cười híp mắt nói rằng, thế nào, bảo bảo, ta đưa cho ngươi cái này một phần chúc phúc thích không? Tằng Dòng liên tục gật đầu. Thích, thân ái, ta ngày mai đi làm, nhất định sẽ có rất nhiều người tới nịnh bợ ta, ước ao ta. Dương Quang Chính chọc chọc hắn cái mũi nhỏ, những thứ này đại minh tinh chúc phúc là cho một mình ngươi, người khác căn bản vô phúc tiêu thụ. Bảo bảo, ngươi mới là nổi bật nhất ngôi sao. Đang nói chuyện thời điểm, hắn cố ý nhìn về phía Tương Y Vân, vui vẻ không ngớt. Vì có thể làm được cái này một phần chúc phúc video, hắn không biết tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài, mời bao nhiêu bằng hữu hỗ trợ mới làm xong. Này đại minh tinh cũng không dễ dàng mời được. Bọn họ đều là quốc nội một đường minh tinh, đem bọn họ gọp đủ chế tác cái này chúc phúc video, đó là được dùng tiền tốn. Bất quá, chứng kiến hiện trường hiệu quả sau đó. Dương Quang Chính cảm thấy xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Chí ít, phần này video làm cho hắn hòa nhau một thành. Dương Quang Chính hướng về phía Tương Y Vân thổi thổi huýt sáo, phi thường không biết xấu hổ nói rằng, người A, không thể so sánh. Ngươi nhìn ta một chút, là có thể cho ta bảo bảo mời tới nhiều như vậy minh tinh tiễn chúc phúc, mà có chút rác rưởi, người khác vừa nhìn thấy đã cảm thấy chán ghét. Đây chính là nhân tế quan hệ chênh lệch. Không có biện pháp. Ta chính là như thế được hoan nghênh. Đáng tiếc a, ngay cả có chút mắt mù nữ nhân, bỏ qua như thế được hoan nghênh tốt nam nhân, chạy đi cùng một cái rác rưởi qua khổ ha ha thời gian, không biết nghĩ như thế nào. Ước đoán, là trời sinh thấp hèn mệnh a. Lời nói này nói đúng là cho Tương Y Vân nghe. Nhưng ngươi còn không có biện pháp phản bác. Có bản lĩnh, ngươi cũng chế tác một phần như vậy chúc phúc video tới a. Tương Y Vân mặt âm trầm, nói rằng, xú khoe khoang cái gì? Không phải là tìm vài đồng tiền, mời minh tinh tiễn chúc phúc sao? Khiến cho dường như người một nhà tế quan hệ rất rộng giống nhau. Phi, nếu quả như thật là tiễn lời chúc phúc, vì sao không đem người mời được hiện trường tới? Mọi người cùng nhau ăn cùng nhau đùa giỡn, vui vẻ hòa thuận không tốt sao? Dương Quang Chính nghe xong, cười lạnh nói, có vài người a. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Chính mình nếu không tới chúc phúc video, đã nói các loại âm dương quái khí nói. Còn đem người cho mời được hiện trường tới. Ha ha, có sao chịu, người mời a.
Lúc đầu đây là đổi Giang Sách lời nói. Nào ngờ, Giang Sách không có chút nào sức sống, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý, quay đầu hỏi Tương Y Vân, người muốn đem Đại Minh Tinh mời được hiện trường tới cùng chơi đùa với ngươi sao? Tương Y Vân nhanh lên gật đầu, muốn. Giang Sách vừa cười vừa nói tốt, ta hiện tại thì đem bọn hắn mời được hiện trường, tới cho ngươi đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Càng nói càng lớn mật, Giang Sách lời nói này, tại người bình thường trong mắt đó chính là cuồng vọng tự đại. Phải biết rằng, những thứ này có thể toàn bộ bộ đô là nhất đẳng Đại Minh Tinh, mời một cái qua đây đều lao lực. Ngươi còn muốn đem tất cả mọi người mời tới. Muốn dám ăn. Đây cũng không phải là vấn đề tiền. Được mặt mũi cũng đủ lớn, tiền nhiều đủ, còn phải nhân ra vừa vặn đều có đang trong kỳ hạn, mới có thể cùng tiến tới qua đây. Sợ rằng chỉ có khu trưởng, thị trưởng hoặc là cấp bậc càng cao hơn đích người mới có tư cách này a. Dương Quang Chính tuyệt không tin tưởng, một cái liền mấy trăm ngàn đều cảm thấy, đắt, mặt hàng, có thể mời tới nhiều như vậy minh tinh. Đơn giản là hoang đường nực cười. Quả nhiên, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra biểu tình cười nhạo, từng cái lắc đầu liên tục, đem Giang Sách làm kẻ ngu si xem. Dương Quang Chính càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, không được, ta sắp cười ngạo rồi, trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy cười chê cười. Thực sự là đồ mặt dày không đánh bản nháp, nhiều đều bị thổi trời cao. Nếu có đồ mặt dày cuộc tranh tài nói, ngươi tuyệt đối là đệ nhất danh, không thể nghi ngờ. Toàn trường cười vang, Tương Y Vân sắc mặt khó coi, hướng về phía Giang Sách mất hứng nói rằng, ngươi thật sự có nắm chặt. Giang Sách cười một tiếng, chút lòng thành, cho ta 15 min là được. Lập tức, Giang Sách liền cho đôi ngư đánh tới điện thoại. Làm cho đôi ngư đem những minh tinh ca toàn bộ đô gọi qua. Dương Quang Chính mừng rỡ càng cao hứng rồi, yêu, còn hăng hái hơn rồi. Giang Sách không nói gì, chỉ là lặng lặng cùng đợi. 15 phút, nháy mắt liền đi qua. Đang lúc mọi người chuẩn bị lại một lần nữa cười nhạo Giang Sách thời điểm, làm người ta không tưởng được tình huống xảy ra. Chỉ thấy phòng ăn đại môn mở ra, một đám bảo an vọt vào, đứng thành hai nhóm. Đem những người không có nhiệm vụ đều ngăn cản ở một bên, như là tự cấp đại nhân vật thanh lý hiện trường giống nhau. Theo sát mà, một ít mặc đủ mọi màu sắc quần áo người đi rồi tiến đến. Bọn họ, chính là Dương Quang Chính tiêu tốn rất nhiều tiền tài mới có thể mời được minh tinh. Tổng cộng 10 người, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Toàn bộ đô đến đông đủ. Cái này, toàn trường có một coi là một cái. Toàn bộ đô sợ đến nói không ra lời, từng cái kinh ngạc miệng đều không khép lại được, ngây ngốc nhìn này đại minh tinh. Ta Tích Mụ cũng, cư nhiên thực sự cho mời tới. Người nọ lai lịch ra sao a? Cư nhiên đem nhiều như vậy đại minh tinh đều cho mời tới. Đây cũng không phải là tiền tài có thể làm được chuyện. Đương nhiên không chỉ là tiền tài. Vì để cho Tương Y Vân quá cao hưng thịnh, Giang Sách cái gì đều được làm được. Thập đại minh tinh đi lên sân khấu, đối với mọi người khom người một chút. Sau đó cùng nhau hô, ngày hôm nay chúng ta tới đến nơi đây, là vì hướng Tương Y Vân nữ sĩ đưa lên sinh nhật chúc phúc, mong ước Tương nữ sĩ sinh nhật vui vẻ. Phần này chúc phúc, hung hăng đánh Dương Quang Chính mặt của. Hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực, mặc dù không có bị đánh, nhưng liền cùng bị quất ra rồi hơn 10 bàn tay giống nhau đau. Vừa mới hắn vẫn còn ở khoe khoang lời chúc phúc của mình video. Nói móc Giang Sách không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Hiện tại thế nào? Nhân ra Giang Sách trực tiếp đem thập đại người chủ trì toàn bộ đô mời được hiện trường, tại chỗ cho Tương Y Vân tiến chúc phúc, đây cũng không phải là tiền tài có thể làm được rồi. Dương Quang Chính vừa mới nói khoác người một nhà tế quan hệ biết bao quảng. Hiện tại nhìn lại Giang Sách, so với hắn quan hệ rộng hơn. Nhưng lại ngẩn đê điều, không có giống hắn khắp nơi nói khoác. Bất động thanh sắc, liền thể hiện rồi thực lực cường đại. Đây mới là thực sự cường. Dương Quang Chính cảm giác khô miệng khô lưỡi, ngay cả lời đều không nói ra được. Hết lần này tới lần khác, Tương Y Vân còn không định bỏ qua cho hắn, tiếp tục nói móc nói uy, nhân tế rất rộng Dương Quang Chính tiên sinh, mấy vị này đại minh tinh không phải bằng hữu của ngươi sao? Làm sao? Không đi lên chào hỏi sao? Dương Quang Chính cắn răng, nhéo lông mày, chỉ có thể làm sức sống. Tương Y Vân vừa cười vừa nói, không đi. A hát,
ta biết rồi, nhất định là sợ bị bảo an cản xuống đây đi. Tấm tắc, xem ra người bằng hữu này làm, cũng chả có gì đặc biệt. Mấy câu nói đưa tới toàn trường tiếng cười. Vừa mới Dương Quang Chính kiêu căng như vậy đắc ý. Sớm đã có rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt rồi. Lúc này Tương Y Vân hung hăng chào phúng hắn, vừa lúc thỏa mãn trong lòng của mọi người. Mười tên người chủ trì một bên hát khiêu vũ, vừa cùng mọi người đùa bất diệt nhạc hồ. Tràng diện náo nhiệt, bầu không khí hòa hợp. Cùng vừa mới chỉ có Dương Quang Chính một người phát hình chúc phúc video cảm giác hoàn toàn bất đồng. Từng Dung bĩu môi, ủy khuất nói, thân ái, ta. Dương Quang Chính cau mày quát, ta cái gì ta, câm miệng cho lão tử. Cơn giận của hắn đã đang thịnh, thậm chí đều phát tiết đến rồi Từng Dung trên người. Từng Dung đã ủy khuất vừa sợ, oa, một tiếng lại khóc đứng lên, cùng này khoái trá chơi đùa, mặt tươi cười các nữ sinh tạo thành so sánh rõ ràng. Tương Y Vân lắc đầu, hoàn hảo mình ban đầu không có tuyển trạch gả cho Dương Quang Chính, nếu không, ước đoán lúc này khóc chính là mình. Không thể không nói, vẫn là Giang Sách càng đáng tin. Chỉ là đáng tiếc, Giang Sách dù sao không phải là bạn trai của mình, ai. Hôm nay vui sướng, chỉ là ngắn ngủi vui sướng, Tương Y Vân cỡ nào muốn đem như vậy một phần vui sướng, vững vàng nắm ở trong tay không để cho chạy, đáng tiếc, làm không được a. Giang lão bản, ngạch, ta có thể gọi ngươi tên, Giang Sách sao? Đương nhiên có thể. Giang Sách, cảm ơn ngươi, hôm nay là ta vượt qua vui vẻ nhất một ngày. Đi thôi, ta đã ăn no. Đi. Ân, Tương Y Vân cố ý nói rằng, ngươi không muốn đi tìm ngũ hình vật kiện sao? Giang Sách triển lộ nụ cười, dĩ nhiên muốn. Tương Y Vân đứng dậy, thở ra một hơi dài, vậy thì nhanh lên đi chuẩn bị thật tốt ha. Bởi vì mấy ngày kế tiếp, chúng ta muốn đi một chuyến sa mạc sa mạc. Giang Sách trực tiếp lái xe đem Tương Y Vân đưa về tuân thủ nghiêm ngặt nhà, sau đó căn cứ nàng đề ra yêu cầu đi chuẩn bị trên đường vật cần. Căn cứ Tương Y Vân thuyết pháp, Giang Sách muốn lấy được ngũ hành vật, toàn bộ đều ở Yến Thành lấy Bắc hoang mạc sa mạc trên. Đi hoang mạc sa mạc cần chuẩn bị cái gì, cái này xem Giang Sách tự lựa chọn rồi. Trở về đến thực tiệm thuốc sau đó. Giang Sách cùng đôi ngư tỉ mỉ thương lượng chuẩn bị đồ đạc, sau đó đem lộ tuyến đồ làm cặn kẽ quy hoạch, sau đó để thuộc hạ nhân đi chuẩn bị. Toàn bộ quá trình, làm từng bước. Dưới tay chuẩn bị trong quá trình, đôi ngư hiếu kỳ hỏi, thống suất. Ta không có hiểu rõ, vì sao Tương Huân lại đột nhiên trong lúc đó nguyện ý giúp trợ chúng ta, hắn sẽ có hay không có cái gì tư tâm. Giang Sách hồi đáp, có tư tâm đó là khẳng định, bất quá đó cũng không phải là tối trọng yếu. Hiện tại chúng ta mục đích chủ yếu là thu hoạch Long Chi Thủy. Khi lấy được Long Chi Thủy sau, lại đi cùng Tương Huân tiến thêm một bước cò kè mặc cả. Bây giờ Giang Sách kỳ thực vô cùng hiếu kỳ, Na Long Chi Thủy rốt cuộc cái gì? Tại sao phải đem Lão Thiên Tôn, Tương Huân đại nhân vật như vậy đều cho tỏ ra xoay quanh? Tương Huân cung cấp nuôi dưỡng Trần Lão cả đời, Lão Thiên Tôn đem Niếp Thiên Kỳ Tôn Sùng là Thượng Tân, đều cùng Long Chi Thủy có nói không rõ quan hệ. Mà Long Chi Thủy lại là phệ tâm tản chế tác nhân tố một trong. Phương diện này nhất định còn có càng nhiều bí mật không muốn người biết. Bây giờ Giang Sách, chỉ là hướng phía chân tướng đi tới, không nhiều đi một bước, sẽ cảm thấy chân tướng tính nguy hiểm nhiều hơn một phần. Rất nhanh, vật cần liền toàn bộ đều chuẩn bị xong. Đôi ngư lái một chiếc Việt dã xa, mang theo Giang Sách tiến đến tuân thủ nghiêm ngặt nhà, sau đó mang theo Tương Y Vân. Chạy đi hoang mạc sa mạc. Trạm thứ nhất đi nơi nào? Giang Sách hỏi. Kỳ thực, Giang Sách cái vấn đề này điểm mấu chốt ở chỗ trạm thứ nhất, muốn thu hoạch cái gì? Ngũ hành vật, đó là ngũ món khác, trạm thứ nhất cần thu hoạch vật kiện gì? Tương Y Vân ngồi trên xe, chậm rãi nói, trạm thứ nhất, trước tiên hướng về hoang mạc sa mạc sát biên giới, tìm một quán rượu ở lại, sau đó hỏi rõ, sinh mệnh thụ, chỗ, lại xuất phát. Sinh mệnh thụ. Giang Sách vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hỏi hắn, sinh mệnh thụ, có phải là trong ngũ hành mộc? Là. Tương Y Vân cho khẳng định trả lời. Nguồn gốc của sự sống chi mộc, đây là lúc đó Tương Huân cho ra ngũ câu một trong, muốn thu được Long Chi Thủy, liền cần tập tề ngũ hành vật. Trong ngũ hành mộc, chính là sinh mạng chi thụ. Xe một đường xuất phát. Trên đường.
Tương Y Vân đem mình đối với sinh mệnh thụ nhận thức nói cho Giang Sách. Truyền thuyết, ở sa mạc một chỗ nào đó, sinh trưởng một viên to lớn cây cối, sinh mệnh thụ. Nó là sa mạc tất cả sinh mệnh khởi nguyên, cùng với điểm kết thúc. Trong sa mạc động vật tử vong sau đó, linh hồn đều sẽ trở về sinh mệnh thụ, mà sống mệnh chi thụ lại sẽ đem những này linh hồn đưa đi chuyển thế đầu thai. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất dừng lại. Cái này, chính là sinh mạng chi thụ truyền thuyết. Đôi ngư nghe xong, không khỏi vừa cười vừa nói, nghe nhưng thật ra đẹp vô cùng, sinh mạng này chi thụ giống như là địa phủ thông thường, trông coi sinh mạng tới đi theo. Nếu như không có sinh mệnh thụ, sa mạc, sợ là sẽ phải triệt để rơi vào tay giặc, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị hạt cát vùi lấp a. Tương Y Vân gật đầu, đúng vậy, sinh mệnh thụ có đối với sa mạc, có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Mà chúng ta cần, chính là sinh mạng chi thụ một bộ phận. Chỉ cần bẻ gãy sinh mệnh thụ một cây cành cây, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Đôi ngư nói rằng, như vậy tốt nhất, nếu như là đem sinh mệnh thụ cho toàn bộ chém đứt, chúng ta đây khả năng liền tạo nghiệt, bằng triệt để phá hủy sa mạc hệ thống sinh thái, bao nhiêu linh hồn đều sẽ không chỗ sắp đặt. Bọn họ vừa ôn một bên đi tới. Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ, không nói được lời nào, trên cái thế giới này thật tồn tại loại cây này sao? Một viên ẩn chứa sa mạc sinh mạng cây. Nghe, thực sự chính là một truyền thuyết cố sự giống nhau. Đang chạy một cái thiên sau một đêm, rốt cục, bọn họ đi tới sa mạc sát biên giới. Càng đi vào trong, vết chân càng ít. Không sai biệt lắm, xa hơn trong mở sẽ không người. Tương Y Vân nói rằng, chúng ta đêm nay ở nơi này tìm một tửu điếm dừng chân, hỏi một chút dân bản xứ sinh mệnh thụ cụ thể ở đâu, sau đó sẽ xuất phát. Bọn họ cho xe dừng ở một quán rượu cửa. Nói là tửu điếm, kỳ thực chính là một cái nhà phi thường thông thường nhà nhỏ 3 tầng phòng. Nhà này tổng cộng liền 3 thanh người, một nữ nhân cùng với 2 cái tiểu hài tử, nam nhân ra ngoài làm việc, lưu lại thê tử cùng hài tử tại gia. Nữ nhân lão bản thao một ngụm phi thường không ưỡn ẹo tiếng phổ thông hỏi, ba vị, ở trọ sao? Ân, Tương Y Vân hỏi, chúng ta cần 2 gian phòng, ở một buổi tối. 3 người, 2 gian phòng, tiền ăn ở tổng cộng là 2 vạn 1. Phốc, Tương Y Vân lại càng hoảng sợ, tuy nói bọn họ rất có tiền. Nhưng đối với như vậy tiêu chuẩn thu lệ phí vẫn là hách liễu nhất đại khiêu. 2 vạn 1, một buổi tối. Đây không khỏi cũng quá đắt một điểm a. Nữ nhân lão bản phi thường, thành thực, nói, ở nơi này một mảnh, chỉ có ta một quán rượu, các ngươi không có lựa chọn khác. Hơn nữa bởi vì người tới quá ít, chúng ta một năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Tương Y Vân tương đương không nói. Giang Sách mỉm cười, ngay lập tức sẽ đem tiền trọ cho kết thanh, cho chúng ta thiêu 2 gian tốt nhất phòng, đồng thời chuẩn bị xong cơm tối. Không thành vấn đề. Con trai thứ 2, mang khách nhân đi lầu 3 phòng nước nóng. Phòng nước nóng, chính là trong phòng mang nước nóng, có thể ở trong phòng tắm, uống trà gian phòng. Ở loại địa phương này, thủy là phi thường khan hiếm vật phẩm. Có thể ở tại có thể tắm căn phòng, đó là nhất kiện cực kỳ khó được sự tình. Vì vậy, một đứa bé mang theo 3 người bọn họ đi tới lầu 3, đem bên trong 2 cái cửa phòng mở ra. Chính là chỗ này 2 gian phòng rồi. Nói xong, tiểu hài tử vội vã chạy xuống lầu. Đôi ngư thở dài, 2 vạn 1 tiền ăn ở cũng là phòng như vậy, điều kiện thật đúng là có đủ gian khổ a. Nói xong, hắn cất bước đi vào 1 gian phòng. Giang Sách đối với Tương Y Vân nói rằng, vậy tối nay cứ như vậy, có chuyện gì, chúng ta ngày mai thương lượng lại. Hắn vừa mới chuẩn bị cất bước đi vào gian phòng, lại bị Tương Y Vân kéo lại. Làm sao? Tương Y Vân nói rằng, còn hỏi làm sao? Cuộc sống này mà không quen, hoàn cảnh lại kém như vậy. Ngươi yên tâm ta một người nữ sinh một mình ở một cái phòng. Ngạch! Tương Y Vân tiếp tục nói, đêm nay ngươi theo ta ở một cái phòng, bảo hộ ta. Ta giường ngủ, ngươi ngả ra đất nghỉ. Cũng không cho Giang Sách phản đối thời gian, nàng trực tiếp liền đem Giang Sách lôi vào phòng, trở tay liền đem môn đóng lại. Không thể không nói, Tương Y Vân thật đúng là không có chút nào biết, rụt rè, 2 chữ vì vật gì. Đi tới gian phòng sau đó, Tương Y Vân nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, có một chút cảm thấy tuyệt vọng, điều kiện nơi này quả thực kém đến nỗi không thể kém đi nữa rồi.
trên giường đều rơi xuống một lớp bụi. Sàn nhà đạp lên, hắt xì chi vang. Còn như vậy cũng để rửa tắm buồng vệ sinh, cũng rách rách dưới dưới, dỉ xét loang lổ, nàng đụng cũng không muốn đụng. Loại địa phương này, nếu như là ở trong thành thị, 50 khối cả đêm cung không thể có người ở. Mà ở nơi đây, lại thu lệ phí 2 vạn 1. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ai, Tương Y Vân thở dài, ta tình nguyện một tháng không phải tắm, cũng tuyệt đối không muốn ở loại địa phương này tắm, nơi đây chỉ biết càng tắm càng bẩn a. Nói, nàng đi tới bên giường, đem chăn cho run lên, làm cho hơi chút sạch sẽ một điểm. Ở nàng quét dọn thời điểm, Giang Sách đem gian phòng kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề. Sau một lát, truyền đến tiếng đập cửa. Một cái non nớt hài tử thanh âm truyền đến, khách nhân, thức ăn đưa tới. Giang Sách đi tới mở cửa, chỉ thấy đứa bé kia trong tay đang cầm một cái khay, trên khay bày đặt một sấp thức ăn, 3 món ăn 1 món canh 2 chén cơm. Cảm tạ. Hắn đem thức ăn cho bưng tiến đến, trở tay đóng cửa lại. Tương Y Vân đi nhanh lên qua đây. Rốt cục có thể ăn cơm tối chưa? Ta đều phải chết đói. Bởi khoảng thời gian này trị liệu, kỳ thực Tương Y Vân bệnh kén ăn trứng đã khá nhiều, trên cơ bản đã có thể bình thường ăn, lúc này chứng kiến cơm nước bưng tới, lại nhịn không được đi tới muốn ăn. Trước chờ một chút, Giang Sách không gấp khai cật, mà là dùng ngân châm đối với cơm nước làm kiểm tra. Xác định những thức ăn này không có vấn đề. Ngươi cũng quá nhỏ tâm một điểm a, chưa từng có ra khỏi nhà đi xa. Tương Y Vân, đối với Giang Sách để ý như vậy cẩn thận hành vi, biểu thị vô cùng không ủng hộ. Được rồi, không thành vấn đề, có thể ăn. Giang Sách kiểm tra xong, cùng Tương Y Vân một người bưng một chén cơm, sau đó bắt đầu ăn. Không thể không nói, người chỉ cần đói bụng, thông thường hơn nữa cơm nước đó cũng là món ăn quý và lạ mỹ vị. Cái này thật đơn giản 3 món ăn 1 món canh, làm cho Tương Y Vân cảm thấy vô cùng ăn ngon. Ăn hết tất cả sau đó, Tương Y Vân buông chén đũa xuống, dụi dụi con mắt, ngáp một cái, trời ạ, đột nhiên cảm giác hảo khốn a, có lẽ là một ngày mệt nhọc, hiện tại cơm nước no nê, liền muốn giấc ngủ. Nàng trực tiếp bò lên giường, vớ cũng không cởi. Ta ngủ trước, Giang Sách, không cho ngươi sằng bậy a. Nói là nói như vậy, kỳ thực nàng nhưng thật ra rất hy vọng Giang Sách có thể sằng bậy. Rất nhanh, Tương Y Vân liền ngủ mất rồi, ngủ gắt gao. Giang Sách cười nhạt, đánh tốt rồi cửa hàng, sau đó cũng nằm xuống ngủ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ánh trăng lên cao, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi tại rồi bên trong phòng trên sàn nhà, có vẻ như vậy âm u khủng bố. Sau đó, ở không người phát giác dưới tình huống. Cùm cụp, cùm cụp. Cửa phòng khóa, mở ra. Theo sát mà, hai gã nam tử vóc người khôi ngô đi đến, hai người trong tay đều cầm sợi dây cùng đao, rón rén đi tới bên giường. Hai người liếc nhau. Một người trong đó nhỏ giọng nói câu, nam, giết nữ, chói. Một người khác gật đầu, đem sợi dây mở ra, đi tới bên giường, chuẩn bị tự tay đi đem Tương Y Vân cho buộc lại. Người thứ nhất nam tử thì nhìn thoáng qua nằm dưới đất Giang Sách. Hít thở sâu một hơi, đem đao cho giơ lên, nhắm ngay Giang Sách cổ, hung hăng chém xuống. Loại sự tình này, hắn đã làm rất nhiều lần, không thể thất thủ. Tại hắn trong tưởng tượng, xuống một đao, Giang Sách sẽ đột tử tại chỗ, tiên huyết sẽ chảy ra đi ra. Nhưng mà, một đao này xuống phía dưới sau đó, kết quả làm cho hắn thất kinh. Đao, trực tiếp chém vào rồi trên sàn nhà. Mà Giang Sách lại phi thường thần kỳ biến mất không thấy. Người, người đâu? Tại nơi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bỗng nhiên, người đeo sau một thanh âm truyền đến, tìm ta sao? Nam tử hách liễu nhất đại khiêu, bỗng nhiên quay đầu, khi thấy Giang Sách đứng nghiêm tại hắn phía sau. Ánh trăng chiếu ở Giang Sách trên mặt của, âm lãnh khủng bố. Người nọ đều nhanh cũng bị sợ tè ra quần rồi, đao trong tay đều cầm không được, ầm rơi trên mặt đất. Giang Sách một bả từ đối phương trên tay đem sợi dây cho đoạt lại, sau đó lanh lợi, hai ba lần liền đem hai cái kẻ cắp cho chó chặt đứng lên. Toàn bộ hành động quá trình, ngắn gọn rất nhanh, thậm chí Tương Y Vân vẫn còn ở khò khò ngủ say, không chút phản ứng nào có. Lúc này, đôi ngư đẩy cửa đi đến.
hắn đồng dạng đem một cái trói lại nam tử bị đẩy tiến đến, ném xuống đất. Thống suất, ta bên này cũng bắt lại một cái. Ân. Giang Sách tự tay mở đèn, nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường khò khò ngủ say Tương Y Vân, cười cười, tự tay ở trên người nàng vài cái huyệt đạo nhấn xuống, rất nhanh, Tương Y Vân liền tỉnh lại. Ngạch, làm sao, mở thế nào đèn rồi? Tương Y Vân dụi dụi con mắt, đang nhìn đều bên trong phòng đột nhiên nhiều hơn tới nhiều cái nam nhân sau đó, sợ đến một cái liền từ trên giường nhảy. A, à, nàng thất kinh, thẳng đến chứng kiến Giang Sách cùng đôi Ngư An An ổn ổn đứng ở đó bên, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra, Tương Y Vân hỏi. Giang Sách hồi đáp, bọn họ ở trong thức ăn hạ thuốc ngủ, sau khi ăn xong ngươi biết ngủ rất chết, như vậy thì thuận tiện bọn họ hành động, sát nhân dược tiền. Sát nhân dược tiền, cái này, là một nhà hắc điếm. Ân, Tương Y Vân núp ở Giang Sách người đeo sau, nói rằng, người đều biết cơm nước có chuyện, tại sao không nhắc nhở ta? Giang Sách mỉm cười nói, ta muốn nói rồi, người còn có thể ăn không? Người không ăn, ta làm sao có thể dẫn xà xuất động, đem bọn họ toàn bộ bắt được? Kỳ thực na cơm nước cũng không còn vấn đề lớn lao gì. Một điểm thuốc ngủ mà thôi, người ăn không chết. Tương Y Vân nghe xong, bĩu môi, hung hăng bấm Giang Sách một bả. Người thật là chế nhạo. Nàng nhìn bên trong phòng bị trói lên ba nam nhân, hỏi, vậy bọn họ là ai? Muốn thế nào xử trí? Giang Sách thở phào, hỏi, ba người các ngươi, người nào quản sự? Ta, một tên trong đó dài râu quai nón nam tử chủ động gánh chịu trách nhiệm, mà hắn, cũng là vừa mới chuẩn bị động đao giết chết Giang Sách người. Ta gọi Lưu Hồ Tử, tiệm này là ta mở, tất cả an bài kế hoạch đều là ta một người bày ra, những người khác đều là nghe ta. Muốn chém giết muốn róc thịt, người hướng về phía ta tới thì tốt rồi, không nên đối với những người khác động thủ. Ngược lại vẫn rất có nghĩa khí. Giang Sách từ tốn nói, ngươi cho rằng, đối với chúng ta làm chuyện như vậy, ta còn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lưu Hồ Tử sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ. Ta sẽ trước hết giết ba người các ngươi, sau đó đem lão bà của ngươi hài tử cũng giết hết tất cả. Giang Sách một cái liền nhận ra. Tiếp đãi mình cái kia nữ nhân lão bản, cùng với hai đứa bé, chính là Lưu Hồ Tử vợ con. Quả nhiên, nghe xong lời này, Lưu Hồ Tử lập tức liền nóng nảy. Ngươi dám? Có gì không dám? Giang Sách giọng nói lạnh như băng nói rằng, lấy các ngươi bây giờ tình trạng, làm sao còn phản kháng ta? Hơn nữa, giết chết các ngươi như vậy kẻ cắp, đó là thay trời hành đạo. Không nói nhảm rồi, ta trước giải quyết hết ba người các ngươi. Sau đó sẽ đi đem nữ nhân cùng hài tử giết tất cả, chảm thảo trừ căn. Nói chuyện võ thuật, Giang Sách đưa đao cho cầm lên. Lưu Hồ Tử là thật sợ choáng váng. Chính hắn chết nhưng thật ra không sao cả, có thể liên lụy huynh đệ, lão bà, hài tử cùng chết, vậy không chịu nổi. Không muốn, hảo hán tha mạng. Tha mạng, dựa vào cái gì? Lưu Hồ Tử nuốt nước miếng một cái, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta một mạng, ta liền. Liền đem tất cả tiền đều cho ngươi. Tiền, ngươi cảm thấy ta cần không? Giang Sách đưa đao cho giơ lên, Lưu Hồ Tử đầu đầy mồ hôi, đã sắp muốn tuyệt vọng. Bên cạnh Tương Y Vân cũng sợ choáng váng. Ở trong mắt của nàng, Giang Sách đó là một cái phi thường chính trực hiền lành nam nhân. Không phải lạm sát nhân A, mặc dù trước mắt mấy người này có tội, cũng không trở thành như vậy chảm thảo trừ căn, hung ác độc địa sát hại A. Đang ở Giang Sách muốn động thủ thời điểm, đôi Ngư đột nhiên nói rằng, được rồi. Thông suốt, chúng ta không phải thiếu một cái người dẫn đường sao? Lời này mới vừa nói ra, Na Lưu Hồ Tử lập tức trả lời, ta có thể coi các ngươi người dẫn đường. Ta có thể. Vì mạng sống, phản ứng của hắn không phải bình thường nhanh. Giang Sách đao dừng lại, con mắt híp một cái, nói rằng, chúng ta địa phương muốn đi. Thứ muốn tìm, người biết ở đâu sao? Lưu Hồ Tử lời thề son sắt nói, mảnh này sa mạc, không có so với ta quen thuộc hơn rồi. Nếu như các ngươi thứ muốn tìm ngay cả ta cũng không biết ở đâu. Các ngươi tìm cái khác người dẫn đường thì càng không được. Giang Sách khẽ nhíu mày. Đôi Ngư ngắt lời hỏi, chúng ta muốn tìm sinh mệnh thụ, ngươi có thể dẫn chúng ta đi. Lưu Hồ Tử sửng sốt một chút, sinh mệnh thụ, các ngươi muốn tìm sinh mệnh thụ làm cái gì?
hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì, chỉ hỏi ngươi tìm được hay không. Tìm được, Lưu Hồ Tử suy nghĩ một chút, nói rằng, sinh mệnh thụ vị trí rất đặc thù, cần xuyên qua một mảnh bão cát nơi mới có thể đến đạt đến, ta từng có may mắn thấy qua một lần. Đôi ngư gật đầu, đối với Giang Sách nói rằng, thống suất, cái này nhân loại còn có chút giá trị, ta xem, tạm thời giữ lại hắn a. Giang Sách lúc này mới chậm rãi bỏ đao trong tay xuống. Giá trị của ngươi, để cho ngươi được sống. Lập tức, Giang Sách lấy ra một viên đan dược nhét vào Lưu Hồ Tử miệng bên trong, buộc hắn nuốt vào. Viên đan dược kia vốn có độc tính, 3 ngày sau không phải cầm giải dược. Chắc chắn phải chết. Trong vòng 3 ngày ngươi dẫn chúng ta tìm được sinh mệnh thụ, ta cho ngươi giải dược. Tìm không được, ngươi sẽ chờ chết đi. Không riêng ngươi sẽ chết. Huynh đệ của ngươi, lão bà, hài tử, tất cả đều phải chết. Chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Giang Sách giơ tay chém xuống, đem Lưu Hồ Tử 3 người trói sợi dây đều cho chặt đứt, để cho bọn họ 3 cái tạm thời ly khai. Mãi cho đến 3 người sau khi rời khỏi, Tương Y Vân chỉ có hơi chút tỉnh lại một điểm. Nàng xem đôi ngư, lại nhìn Giang Sách, hỏi, hai người các ngươi mới vừa rồi là không phải đang hát song hoàng. Một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Giang Sách nở nụ cười, bả đao ném ở một bên, mới phản ứng được sao? Tương Y Vân 2 tay chống nạnh, ta đi, các ngươi diễn cùng thực sự tựa như, trước một điểm tập luyện cũng không có, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi muốn động thủ sát nhân. Tập luyện. Giang Sách cùng đôi ngư cùng nhau nam chinh bắc chiến lâu như vậy, đã sớm tâm linh tương thông, đối phương đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì, một ánh mắt liền biết. Phối hợp thiên y vô phùng, căn bản không cần tập luyện. Nghỉ ngơi khoảng khắc, Giang Sách nói rằng, hiện tại, chúng ta có người dẫn đường, tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm tới sinh mệnh thụ. Hai người các ngươi nhanh nghỉ ngơi một cái, ngày mai trời vừa sáng, lập tức xuất phát. Minh Bạch, đôi ngư lập tức xoay người lại gian phòng của mình. Còn như Tương Y Vân, nàng đã buồn ngủ hoàn toàn không có, lúc này đây theo Giang Sách đi ra, nàng thực sự là kiến thức rộng. Sáng ngày thứ 2, làm Giang Sách đám người ra khỏi phòng đi tới lầu một thời điểm, đã thấy Lưu Hồ Tử một nhà rất cung kính đứng, đem thức ăn toàn bộ đều chuẩn bị xong. Ác nhân tự có ác nhân trị, đối phó ác nhân như vậy, chính là muốn so với hắn càng hung ác. Đêm qua Giang Sách lời nói kia, này động tác, trực tiếp đem Lưu Hồ Tử cho trấn nhiếp, ngày hôm nay căn bản không dám có bất kỳ gây rối hành vi. Giang Sách cùng đôi ngư rất bình tĩnh ngồi xuống. Cái gì cũng không hỏi, cầm đũa lên liền ăn. Tương Y Vân thì phi thường không yên lòng nói, ngươi cứ như vậy ăn không? Không cần ngân châm thử nhìn một chút có hay không hạ độc. Một phần vạn ăn chết làm sao bây giờ? Giang Sách mỉm cười, yên tâm ăn, không có vấn đề. Tương Y Vân chu mỏ một cái, hay là không dám ăn? Vì vậy Giang Sách liền đem Tương Y Vân na một phần đều ăn thử một lần, xác định cũng không có vấn đề. Tương Y Vân mới dám động đũa. Ăn hết tất cả sau đó, Giang Sách đoàn người lên xe, mang theo Lưu Hồ Tử đi tìm sinh mệnh thụ. Đôi ngư đem kim chỉ nam lấy ra, căn cứ kim chỉ nam tới phân rõ phương hướng, kết quả Lưu Hồ Tử nhưng căn bản không nhìn, thậm chí còn hơi giễu cợt nói rằng, ở mảnh này sa mạc bên trong, kim chỉ nam không dễ xài. Đặc biệt tới gần sinh mệnh thụ khu vực, có cường đại địa cầu từ trường. Mạnh đi nữa kim chỉ nam cũng sẽ không nhạy. Nói, Lưu Hồ Tử đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ, híp mắt nhìn bầu trời, sau đó chỉ hướng tay phải của mình bên, nói rằng, hướng phía nơi đó xuất phát. Đôi ngư dựa theo hắn nói lái xe đi tới. Ở Lưu Hồ Tử dưới sự chỉ huy, bọn họ hành xử đại khái 1 giờ võ thuật, sau đó Lưu Hồ Tử đột nhiên hô, đình. Xe ngừng lại. Lưu Hồ Tử đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại lấy ra một bộ tự chế kính viễn vọng nhìn về phía viễn phương. Theo sát mà, hắn ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay khu khu hạt cát. Phía trước không thể lái xe nữa rồi. Được bộ hành. Bộ hành, Tương Y Vân trực tiếp choáng váng, để cho nàng như vậy một cái gầy yếu nữ sinh ở mảnh này trong sa mạc bộ hành, quả thực muốn mạng của nàng. Phía trước lưu xa rất nhiều, xe thể tích lớn, trọng lượng cao. Rất dễ dàng liền rơi vào lưu xa, nếu không muốn chết, hay là dùng 2 cái đùi đi tới a. Cũng may sinh mệnh thụ cách chúng ta cũng không xa,
lại đi cái 3-5 giờ đồng hồ, hẳn là đã đến. Dùng hai chân đi 3-5 giờ đồng hồ, Tương Y Vân chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Giang Sách đẩy cửa xe ra, đem ba lô cầm xuống tới, đối với Tương Y Vân nói rằng, ngươi nếu là không muốn đi, liền đứng ở trên xe, ta lưu lại cho ngươi thức ăn cùng thủy. Các loại lấy được sinh mệnh thụ thân cây, chúng ta rồi trở về với ngươi hội hợp. Một người cô linh linh ở mảnh này trong sa mạc đợi. Không muốn. Tương Y Vân trực tiếp hủy bỏ Giang Sách đề nghị này. Nhất định phải cùng Giang Sách cùng nhau đi về phía trước. Cuối cùng, Giang Sách cùng đôi ngư cầm ba lô, Lưu Hồ Tử phụ trách dẫn đường. Tương Y Vân theo ở phía sau. Ba người cứ như vậy đi thẳng đi thẳng. Ở lại đi một giờ sau, bọn họ thấy được nhất phiến phiến tường đổ, này đều là thời cổ sau khi lưu truyền xuống vật kiến trúc. Ở cổ đại, nơi này là có thành thị phồn hoa, thành phiến thảm cỏ xanh. Đáng tiếc, hiện tại cũng bị hạt cát bao phủ lại rồi. À, đột nhiên, Tương Y Vân sợ đến quát to lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tương Y Vân thần sắc hoảng sợ kéo Giang Sách ống tay áo, chỉ vào cách đó không xa hô, đầu khớp xương, đầu khớp xương. Giang Sách đi tới, khi thấy tại một cái bức tường đổ phía dưới. Có một bộ xương, xem ra giống như là dê. Dê toàn thân cao thấp thịt cũng không có, chỉ còn lại một không bộ xương. Lưu Hồ Tử đi tới nhìn thoáng qua, nói rằng, đây là hoang mạc lớn rác dương, trong sa mạc bình thường sẽ thấy, chỉ là không biết tại sao phải chết ở nơi đây. Có lẽ là bởi vì không có thủy, có lẽ là bởi vì đói bụng, hay hoặc giả là bị cái khác thịt để ăn động vật cho công kích. Ở mảnh này nhìn qua tường hòa ấm áp trong sa mạc, khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Không nghĩ qua là, sẽ bỏ mạng tại này. Ân, mọi người ở đây chuẩn bị ly khai. Tiếp tục đi tới thời điểm, Lưu Hồ Tử cảm giác có một chút không thích hợp. Hắn đi về phía trước hai bước, đi tới bộ xương trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay sờ một cái, phát giác này là đầu khớp xương nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế có nhiều vô cùng hãm hại. Cũng là thịt nhãn khó mà phân biệt hố nhỏ, chỉ có lấy tay sờ thời điểm. Mới có thể cảm giác được, xương kia giống như là cưa giống nhau, tất cả đều là hãm hại. Không thích hợp. Lưu Hồ Tử sắc mặt thay đổi liên tục, hướng phía bốn phía nhìn một chút. Gió thổi qua, lại có mấy cổ bộ xương hiện ra, ở chỗ này, có đông đảo đầu khớp xương, đây là một việc chuyện không giống tầm thường. Cùng lúc đó, mọi người cũng cảm giác mặt đất xảy ra một ít biến hóa. Cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ, trong lòng đất giống như là nấu sôi thủy giống nhau, phát sinh kỳ quái tiếng vang. Nghe thế dạng thanh âm, Lưu Hồ Tử sợ đến cũng bị mất nhân dạng. Hô to một tiếng, chạy. Hắn căn bản cũng không giải thích, nghiêng đầu mà chạy. Giang Sách cùng đôi ngư đều là kinh nghiệm chiến trường người, chứng kiến Lưu Hồ Tử vẻ mặt như vậy cùng cử động. Lại nhìn thấy hiện trường nhiều như vậy đầu khớp xương, cũng đã biết tình thế không ổn. Bọn họ cũng không hỏi vì sao, trực tiếp chạy ra. Giang Sách càng là trực tiếp đem Tương Y Vân bế lên. Không nói hai lời, một cái liền cùng lên Lưu Hồ Tử. Đừng xem Giang Sách còn bế cá nhân, tốc độ kia một điểm không thể so Lưu Hồ Tử chậm. Nếu như không phải là vì nhân nhượng Lưu Hồ Tử, Giang Sách còn có thể nhanh hơn. Đang lúc bọn hắn vừa mới đi ra ngoài không đến 10 giây, đột nhiên, liền nghe được, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản bọn họ sở đãi lấy khối kia bức tường đổ phía dưới mặt đất, giống như là suối phun tuôn ra giống nhau, phun ra cao 4, 5 mét. Đen thùi lùi, rậm rạp. Đó là, Tương Y Vân ôm chặt Giang Sách cổ, hướng phía na vật đen thùi lùi nhìn sang, ngay từ đầu còn ngây thơ cho rằng là không phải dầu mỏ. Các loại mở to hai mắt thấy rõ ràng sau đó, sợ đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. Con kiến, thật nhiều con kiến. Na đen thùi lùi một mảng lớn, toàn bộ đều là con kiến. Cùng thông thường con kiến bất đồng, này con kiến giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, một mảng lớn từ dưới đất phún ra ngoài. Sau đó nhìn chăm chú vào Giang Sách đám người, rất nhanh hướng phía bọn họ cuốn tới. Những thứ này con kiến tốc độ nhanh, kỷ luật nghiêm minh, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta toàn thân khó chịu. Tương Y Vân sợ đến la to, hiện tại nàng minh bạch Lưu Hồ Tử tại sao phải đem chân liền chạy, hiểu hơn vì sao bức tường đổ bên kia sẽ có nhiều như vậy đầu khớp xương. Chúng nó, toàn bộ đều là bị những thứ này con kiến cho rõ ràng nuốt mất. Hiện tại
Những thứ này con kiến mục tiêu chính là Giang Sách bốn người bọn họ, Tường Y Vân trong đầu xuất hiện hai chữ con mồi. Thời khắc này Giang Sách bốn người, ở nơi này chút trong mắt con kiến chính là con mồi. Này rốt cuộc là cái gì con kiến a? Làm sao vẫn đuổi theo chúng ta không thả? Tường Y Vân hỏi. Chạy ở bên cạnh Lưu Hồ Tử sắc mặt trắng hếu hồi đáp, đó là hành quân kiến, một khi bị để mắt tới, cơ bản liền dặn dò. Sợ hãi, tuyệt vọng, lan tràn ra. Hành quân kiến, đây là một cái cực kỳ đáng sợ giống. Năm đó Giang Sách ở Nam Trinh Bắc Chiến thời điểm cũng đã gặp qua loại sinh vật này, khoảng chừng trong vòng nửa canh giờ, 300 người tiểu đội toàn bộ bị nuốt hết, một cái còn sống cũng không có. Đây chính là chiến sĩ võ trang đầy đủ, ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đã bị đoàn diệt, có thể tưởng tượng được loại động vật này có bao nhiêu tàn nhẫn cùng hung ác. Hành quân kiến, thích quần thể sinh hoạt, thông thường một cái quần thể thì có 1,2 triệu chỉ. Chúng nó thuộc về di chuyển loại con kiến, cùng thông thường con kiến bất đồng. Căn bản sẽ không xây tổ, từ lúc vừa ra đời chỉ tại không ngừng mà di động, phát hiện con mồi, ăn tươi con mồi. Loại này con kiến sở hữu cường tráng ngạc, cắn lực so với bình thường con kiến mạnh nhiều lắm, đang vồ mồi lúc, chúng nó biết hình thành bất đồng tiến công tiểu tổ hiệp tác chiến đấu, tựa như sở hữu cường lực võ trang quân nhân chuyên nghiệp, cho nên mới vì vậy được gọi là. Hành quân kiến tốc độ thật nhanh, theo thời gian trôi qua, Giang Sách bọn họ cùng hành quân kiến giữa khoảng cách thay đổi càng lúc càng ngắn, mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Một khi bị những thứ này con kiến bao vây, vậy chỉ có một hạ chàng chết. Mặc dù là tu la chiến thần, cũng vô pháp từ nơi này chút con kiến trong miệng đào sinh, chúng nó chen nhau lên, chưa dùng tới 10s có thể đem một người sống nuốt chửng lấy không còn, trở thành một phó bộ xương. Nhân loại cùng hành quân kiến so với, thật sự là quá mức yếu đuối. Lưu Hồ Tử ngửa mặt lên trời thét dài, mạng ta xong rồi. Là hắn nhóm trước mắt cái này tốc độ chạy trốn, căn bản là không chạy nổi hành quân kiến, không dùng được một min liền nhất định sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó bốn người bọn họ, đừng mơ có ai sống. Lúc này, Giang Sách cùng đôi ngư được rồi một cái nhãn thần, đôi ngư lập tức hiểu Giang Sách trong lòng đang suy nghĩ gì. Kết quả là, đôi ngư một bả đã đem Lưu Hồ Tử bế lên. Giang Sách cùng đôi ngư, một người ôm một cái, sau đó chạy hết tốc lực. Vừa mới bọn họ tốc độ chạy trốn kỳ thực quyết định bởi với Lưu Hồ Tử. Giang Sách cùng đôi ngư đều ở đây nhân nhượng Lưu Hồ Tử, bất kể nói thế nào, cũng không thể bỏ lại cái này hướng đạo. Nhưng là bây giờ bất đồng, sống chết trước mắt, không thể lại nhân nhượng người nào. Đôi ngư ôm Lưu Hồ Tử chạy. Mặc dù so sánh lại chính mình đơn độc chạy muốn chậm một chút, nhưng là tuyệt đối so với Lưu Hồ Tử mau nhiều. Một màn kế tiếp thật là đáng sợ. Giang Sách cùng đôi ngư cho thấy bọn họ làm toàn thế giới tối cường chiến sĩ cơ bản tố chất, na tốc độ chạy trốn xa xa không phải người bình thường có thể so sánh được, thậm chí ngay cả huyền hội viên quán quân cung không thể nhanh hơn bọn họ. Phải biết rằng, đây là bọn họ ở lưng lấy bọc hành lý, ôm nhân dưới tình huống tiến hành chạy nhanh. Này hành quân kiến lúc đầu đều cho rằng muốn đuổi kịp, kết quả đột nhiên trong lúc đó, con mồi, tốc độ nhanh rất nhiều, lập tức liền đem khoảng cách cho kéo ra. Giang Sách cùng đôi ngư tựa như một trận gió, bá 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 chạy về phía trước. Không bao lâu, cũng đã đem hành quân kiến bỏ rơi nhìn không thấy hình bóng. Được cứu. Làm đôi ngư đem Lưu Hồ Tử buông xuống một khắc kia, hắn kích động ôm đôi ngư, hận không thể muốn ở đôi cá trên mặt hôn một cái. Cảm giác như vậy thật là khéo. Tìm được đường sống trong chỗ chết, loại hạnh phúc này cảm giác quả thực nhộn nhịp. Ở mảnh này sa mạc, người nào đụng với hành quân kiến đều chỉ có một con đường chết, bọn họ có thể từ hành quân kiến miệng dưới chạy trốn. Nhất định chính là một cái kỳ tích. Đừng vội vui vẻ, đôi ngư nhìn trong tay kim chỉ nam, phi thường buồn bực nói, kim chỉ nam không nhạy rồi, hiện tại chúng ta căn bản là không phân rõ phương hướng. Làm sao còn tìm sinh mệnh thụ? Đây đúng là một cái khó giải quyết vấn đề. Bất quá, Lưu Hồ Tử đang nghe vấn đề này sau đó, chẳng những không có khẩn trương sợ, ngược lại rất cao hứng nói rằng, mảnh này trong sa mạc chỉ có một địa phương từ trường tối cường, đó chính là sinh mệnh thụ phụ cận. Hiện tại kim chỉ nam không nhạy rồi, vậy đã nói rõ chúng ta khoảng cách sinh mệnh thụ vị trí đã rất gần. Đây đúng là một cái đáng giá hưng phấn tin tức. Đánh bậy đánh bạ dưới,
cư nhiên đi tới sinh mệnh thụ phụ cận. Lưu Hồ Tử ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục căn cứ hạt cát tới xác định đi tới phương hướng. Sau một lát, hắn đứng lên, chỉ vào bên tay trái nói rằng, hướng phía cái chỗ này đi tới, có nữa hơn một giờ có thể đạt được sinh mệnh thụ rồi. Bất quá, trên con đường này có hai cái nan đề. Cái thứ nhất là lưu sa, tùy thời đều có rơi vào lưu sa nguy hiểm. Người thứ hai nan đề chính là bão cát, càng đến gần sinh mệnh thụ, bão cát lại càng cường. Chúng ta phải đợi, đến khi bão cát lúc nhỏ mới có thể đi vào. Giang Sách hỏi, gió kia cát từ lúc nào tiểu? Lưu Hồ Tử nhún vai, bão cát lúc lớn lúc nhỏ, căn bản cũng không có quy luật, trên một giây còn cát vàng khắp bầu trời, một giây kế tiếp liền gió êm sóng lặng. Khả năng chỉ cần các loại mấy phút, cũng có thể cần các loại mấy giờ. Còn có khả năng các loại vài ngày, mấy tháng. Cái này, đều xem mệnh. Lời nói này kỳ thực cố gắng khiến người ta tiết khí. Xem mệnh. Vậy nếu là số mệnh không tốt lời nói, vẫn đợi không được bão cát thu nhỏ, chẳng phải là tự không được đến sinh mệnh thụ rồi. Không nghĩ tới, ngũ hành vật kiện thứ nhất, cứ như vậy chắc trở mới có thể thu được. Tiếp tục đi tới a. Đều đến nơi này, còn có thể nói cái gì? Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, Giang Sách làm mình có thể làm, còn dư lại, thì nhìn ông trời giả ý tứ. Một nhóm bốn người tiếp tục xuất phát. Chìa vào lớn Thái Dương, đạp nóng bỏng hạt cát, thường thường còn phải lo lắng tùy ý khả năng xuất hiện lưu sa, cái này hơn một giờ lộ trình đem bọn họ cho hành hạ quá. Giang Sách cùng đôi ngư quanh năm ở gian khổ trong hoàn cảnh ma luyện, ngoại trừ một ít uể oải ở ngoài cũng khỏe. Lưu Hồ Tử chính là người địa phương, cũng ăn được tiêu tan. Liền Tương Y Vân khó khăn nhất, nàng thở hào hển, dọc theo đường đi uống rất nhiều thủy, nhưng vẫn là sắp bị hành hạ ăn không tiêu. Như vậy một cái nhu nhược nữ sinh, để cho nàng tới chỗ như thế, thật là khó cho nàng. Cũng may nàng dựa vào ý chí kiên cường cuối cùng vẫn là kiên trì được. Sau một tiếng rưỡi, bọn họ dừng bước. Bọn hắn bây giờ đã nằm ở bão cát bên bờ giải đất, mặc dù là sát biên giới, cũng có thể cảm thụ được bão cát phát ở trên mặt cảm giác đau đớn, càng đi về phía trước chính là bão cát nơi tụ tập. Lưu Hồ Tử quả nhiên không có nói sai, muốn ở bão cát cực mạnh dưới tình huống đi qua, căn bản là chuyện không thể nào. Na mãnh liệt bão cát đủ để đem người cho xé rách mảnh nhỏ. Lưu Hồ Tử nhìn phía xa nói rằng, sinh mệnh thụ đang ở bão cát trong mắt trận. Đó là một viên làm người ta kính úy cây. Truyền thuyết mảnh này trên sa mạc hết thảy sinh linh ở sau khi chết, linh hồn đều sẽ trở về sinh mệnh thụ, lại tạ từ sinh mệnh thụ chuyển hóa đầu thai. Sinh mệnh thụ, chính là chỗ này mảnh nhỏ sa mạc hết thảy sinh linh mẫu thân, vĩ đại tột cùng. Đôi ngư ứng tiền trước chân, híp mắt hướng phía bão cát nội bộ nhìn lại, xác định bên trong có cây sao. Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Lưu Hồ Tử nở nụ cười. Mạnh như vậy bão cát, người có thể thấy thì có quỷ. Các loại A, các loại bão cát nhỏ, chúng ta là có thể đi xuyên qua, kiến thức sinh mệnh thụ phong thái. Thời gian kế tiếp, bọn họ chỉ có thể ngồi dưới đất, kiên trì đợi. Sốt ruột là vô dụng. Bão cát sẽ không bởi vì ngươi sốt ruột liền biến tiểu. Tương Y Vân cũng là thực sự mệt quá. Nàng trực tiếp ghé vào Giang Sách trong lòng đang ngủ, ngủ ngủ. Lưu Hồ Tử đột nhiên hô to một tiếng, bão cát, nhỏ. Giang Sách cùng đôi ngư lập tức lên tinh thần, nhìn kỹ, quả thực như Lưu Hồ Tử theo như lời. Gió kia cát đã trở nên rất nhỏ, nằm ở ranh giới bọn họ thậm chí đều không cảm giác được bão cát uy hiếp. Lưu Hồ Tử vừa cười vừa nói, thật là quá may mắn, chỉ có đợi hơn 40 phút sẽ trở đến bão cát nhỏ đi, giống như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nói không chừng sinh mệnh thụ đã ở cùng đợi chúng ta. Không nói nhiều nói, Giang Sách ôm lấy Tương Y Vân, đoàn người hướng phía sinh mệnh thụ phương hướng chạy tới. Đều nói nhìn núi làm ngựa chết, đoạn khoảng cách này nhìn qua gần, kỳ thực thực sự chạy vẫn là rất xa. Giang Sách bọn họ ước chừng chạy được có 20 phút, mới từ sát biên giới chạy tới bão cát trong mắt trận. Vừa đi vào mắt trận, bão cát liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trong mắt trận phong cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nơi đây là một mảnh xanh hóa, nở rộ lấy nhiều đóa hoa nhỏ. Sinh cơ giạt rào. Ở mảnh này xanh hóa trung tâm, quả nhiên sinh trưởng một gốc cây. Cái này, chính là sinh mạng chi thụ. Đôi ngư nhìn trước mắt cây,
không khỏi có chút hoài nghi. Tại hắn trong tưởng tượng, sinh mệnh thụ chắc là đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, thế nhưng trước mắt viên này cây cũng liền cao 3-4 thước bộ dạng, cành không nhiều lắm, lá cây cũng hi hi lạp lạp. Thấy thế nào, đều là một viên ven đường sinh trưởng tạp cây, nào có một điểm sinh mệnh thụ bộ dạng. Lúc này, Lưu Hồ Tử đi tới trước cây, phi thường thành tín quỳ xuống, nhận nhận chân chân dập đầu mấy cái, trong miệng nói dân bản xứ ngôn ngữ, như là đang cầu khẩn, cầu phúc. Giang Sách đem Tương Y Vân để xuống, cùng nhau nhìn trước mắt cây. Tương Y Vân nói rằng, đều nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo, cây này cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, viên này sinh mệnh thụ tuy là kỳ mạo xấu xí, nhưng là lại có một loại cực mạnh sức cuốn hút. Chỉ là đứng ở chỗ này, ta đều cảm giác rất ấm áp, tựa như từ địa ngục đi tới thiên đường thông thường. Đôi ngư nhún vai, có không, tùy các ngươi nói thế đó đi. Ngược lại viên này chính là sinh mạng chi thụ đúng vậy. Ok, chúng ta đây cần ngũ hành chi mộc, phải từ trên người nó gỡ xuống. Nói, đôi ngư đi tới bên cây, tự tay cầm một chi phi thường nhỏ cành cây, dùng sức một bẻ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, như thế nhỏ cành cây, hẳn là phi thường dễ dàng có thể bẻ gãy. Nào ngờ, đôi ngư sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không cách nào đem cành cây bẻ gãy. Nhánh cây này giống như là sắt thép giống nhau cứng rắn. Hoặc có lẽ là, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Sao lại thế? Đôi ngư lại càng hoảng sợ, chưa từng có gặp phải chuyện ly kỳ như vậy. Hắn từ bên hông gỡ xuống dao găm, muốn đem cành cây cho chém đứt, nhưng hắn dùng sức chém mấy đao sau đó lại lúng túng phát hiện, cành cây chẳng những không có chém đứt, ngược lại chủy thủ của hắn xuất hiện từng cái chỗ rách. Phải biết rằng, chủy thủ này nhưng là nước ngoài vào bến chủy thủ quân dụng, bên ngoài cứng rắn, trình độ sắc bén đều tương đương cường hãn, cư nhiên không chém đứt một thân cây chi. Cái này gọi là đạo lý gì? Thật là thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Trước mắt thần kỳ một màn làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình không thôi, đôi ngư càng là có chút run sợ nói rằng, hiện tại ta tin tưởng nó chính là sinh mạng chi thụ rồi. Cái này, đúng là một viên đánh giá sợ cây. Giang Sách chăm chú nhìn trước mắt viên này sinh mệnh thụ, đều đã đi tới nơi này, cũng không thể bởi vì không chém đứt cành cây tay không mà quay về a. Rốt cuộc muốn làm như thế nào, mới có thể mang đi ngũ hành chi mộc đâu. Đôi ngư vòng quanh sinh mệnh thụ dạo qua một vòng, lấy tay phát rồi vài cái, trước mắt cây này cùng thông thường cây nhìn qua cũng không có bao nhiêu phân biệt, làm sao lại không chém đứt rồi. Thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Ngày hôm nay xem như là kiến thức rộng. Người này làm, đôi ngư hỏi. Tại mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, vẫn là Tương Y Vân đứng dậy. Nàng bỗng nhiên chân mày triển khai, nói rằng, ta nhớ được ba ba từng theo ta nói rồi, sinh mạng này chi thụ cành cây là rất khó gỡ xuống, bởi vì trong sinh mệnh chi thụ mặt tích chứa đại lượng linh hồn, mặc dù là gỡ xuống một cây cành cây, mặt trên cũng có nhiều vô cùng linh hồn. Làm cành cây ly khai thân cây sau đó, trong thời gian rất ngắn sẽ chết vong, ký thác vào trên nhánh cây này linh hồn, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu thất diệt vong. Vì bất tiêu thất, những linh hồn này biết cực kỳ chống cự, đây chính là cành cây chém không đứt nguyên nhân. Nói trắng ra là, không phải cành cây có bao nhiêu cứng rắn, mà là phía trên này linh hồn vô cùng quật cường, vì sống sót, ngăn cản đôi ngư phía trước công kích. Đôi ngư liếc mắt, nói rằng, nghe thần thần thao thao, cũng không biết chân giả. Liền quyền đương ngươi nói là thật a, vậy phải thế nào mới có thể đem cành cây cho bẻ gãy đâu? Hơn nữa nếu như giống như lời ngươi nói, cành cây ly khai thân cây chẳng mấy chốc sẽ tử vong, chúng ta đây mang về ngũ hành chi mộc còn hữu dụng sao? Đây đúng là một nan đề. Tương Y Vân tiếp tục khổ tư. Một lát sau, nàng chậm rãi nói rằng, ba ta nói qua, ngũ hành là tương sinh tương khắc. Thổ sinh mộc, muốn bảo tồn ngũ hành chi mộc, liền cần ngũ hành chi thổ. Ngũ hành chi thổ, chính là mang thai dục sinh máy móc chi thổ. Giang Sách cau mày, cái này có thể phiền toái, nếu như cần ngũ hành chi thổ mới có thể bảo tồn ngũ hành chi mộc lời nói, vậy bọn họ hành động trình tự đã sai lầm rồi, trước tiên cần phải đi tìm ngũ hành chi thổ mới được. Như vậy, bọn họ hiện tại mặc dù đến liễu sinh mệnh chi thụ trước mặt, cũng là không có cách nào mang đi một cây nhánh cây. Một lần này hành động, triệt để thất bại. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu.
Đôi ngư càng phi thường im lặng nói rằng, có ý gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta lúc này đây đi không? Trước phải trở về tìm kiếm mang thai dục sinh mệnh chi thổ, sau đó sẽ tới một lần. Muốn thực sự là như vậy, vậy bọn họ thật có thể thiệt thòi lớn. Phải biết rằng, lần này là rất may mắn bão cát nhỏ đi, tiếp theo tới, còn có thể vận tốt như vậy sao? Còn có này hành quân kiến, nếu như gặp mặt trên có thể làm sao bây giờ? Đôi ngư không ngừng lắc đầu, cũng cảm giác vô cùng không nói, Giang Sách sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ, hắn cũng không phải là sợ thất bại, chỉ là lo lắng thời gian không đủ dùng. Còn như Lưu Dâu Mép, hắn nhưng thật ra không sao cả, dù sao thì là một cái hướng đạo mà thôi. Ở nơi này cái thời điểm mấu chốt, Tương Y Vân đột nhiên nghĩ đến một việc, nàng hướng phía dưới chân của mình nhìn lại, nhìn một chút. Trong lúc bất chợt phốc suy vui vẻ, Giang Sách cùng đôi ngư đồng thời nhìn sang. Ngươi cười cái gì a? Đôi ngư rất im lặng hỏi. Ta đang cười, chúng ta ở cưỡi lừa tìm lừa a. Những lời này đôi ngư không có nghe hiểu, nhưng thật ra Giang Sách, một cái liền hiểu. Giang Sách nhìn mặt đất dưới chân, cười hỏi, ý của ngươi là, chúng ta dưới chân mảnh đất này, kỳ thực chính là mang thai dục sinh mệnh chi thổ. Tương Y Vân rất khẳng định gật đầu. Cái gì, không phải đâu, đôi ngư càng thêm kinh ngạc, đạp phá giày sắt không chỗ tìm, có được toàn bộ không uổng thời gian. Vừa mới vẫn còn ở ảo não khó chịu, một giây kế tiếp, mang thai dục sinh mệnh chi thổ ở trước mắt. Đôi ngư vỗ vỗ mặt đất, hỏi, ngươi xác định đây chính là mang thai dục sinh mệnh chi thổ. Tương Y Vân rất khẳng định hồi đáp, đúng vậy, chết đi linh hồn tụ tập đến sinh mệnh thụ, chúng nó là cần một lần nữa bị dựng dục, một lần nữa đầu thai, chỉ có thể mang thai dục sinh mạng thổ địa, mới có thể làm cho những linh hồn này chuyển thế đầu thai. Cho nên, chỉ có mang thai dục sinh mệnh chi thổ, khả năng sống dài ra sinh mệnh thụ. Hai đứa chúng nó giả là hỗ trợ lẫn nhau, hợp hai thành một. Nói như vậy đứng lên. Dưới chân bọn họ thổ chính là mang thai dục sinh mệnh chi thổ. Không có chạy. Không nghĩ tới a, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Đều cho rằng đi không, ai biết đột nhiên có thể thu được ngũ hành chi vật trong lưỡng chủng, nhất tiễn song điêu. Đôi ngư càng là hỏi, na ba dạng khác có phải hay không cũng ở nơi đây. Tương Y Vân lắc đầu, suy nghĩ nhiều, có thể duy nhất thu được ngũ hành chi mộc, ngũ hành chi thổ. Cũng đã là vô cùng may mắn sự tình rồi. Ba dạng khác chậm hơn chậm đã. Không nói nhiều nói. Vì nghiệm chứng Tương Y Vân nói có phải là thật hay không thật có thể tin, Giang Sách từ trong bọc hành lý lấy ra một cái hộp dài tử cùng một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm xuống, xúc chút bùn đất bỏ vào trong hộp. Sau đó, tay hắn đang cầm hộp đi tới liễu sinh mệnh chi thụ trước mặt, nói rằng, mang thai dục sinh mệnh chi thổ ở chỗ này. Linh hồn có nơi an nghỉ ngàn thu. Khẩn cầu không muốn làm tiếp ngoan cường chống lại. Nói xong, hắn trầm hít một hơi, tự tay khoát lên liễu sinh mệnh chi thụ trên nhánh cây, vẫn là vừa mới đôi ngư làm cho na một cây. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Giang Sách hơi dùng sức, lại cạch một tiếng, cành cây liền chặt đứt. Đôi ngư kinh ngạc cầm đều không khép lại được. Vừa mới hắn sử xuất sức của chín châu hai hổ đều không thể bẻ gãy cành cây. Cứ như vậy bị Giang Sách cho nhẹ nhàng một bẻ liền chặt đứt, nhìn như vậy đứng lên, Tương Y Vân nói hết thảy đều là thật, không phải ở vô nghĩa. Thì ra, trên cái thế giới này thật sự có linh hồn tồn tại nha. Đôi ngư tự lẩm bẩm, trải qua sau chuyện này, hắn đối với sinh mạng kính nể càng thêm khắc sâu. Giang Sách đem cành cây đặt ở trong hộp, dùng mang thai dục sinh mệnh chi thổ bao trùm ở. Kể từ đó, ngũ hành chi mộc cùng ngũ hành chi thổ. Liền toàn bộ đều thu vào tay. Chuyến này hành trình, đem hai dạng đồ vật đều giải quyết cho, vẫn là vô cùng may mắn, cái này Giang Sách minh bạch vì sao Tương Huân sẽ muốn cầu chính mình mang theo Tương Y Vân rồi. Muốn thu được toàn bộ ngũ hành vật, không có Tương Y Vân là căn bản không được. Giang Sách cao hứng vô cùng đưa cái hộp cho khép lại, còn đặc biệt dùng băng dính quấn qua hai vòng, rất sợ trên đường không cẩn thận cho sóc nảy ra, gắn khả năng liền không xong. Sau khi thu thập xong, Giang Sách quỳ gối liễu sinh mệnh chi thụ trước, phi thường thành tín lễ bái. Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, sinh mệnh thụ nhất định là, hỗ trợ, rồi, cái này một phần tình, Giang Sách phải cảm ơn. Đôi ngư vừa nhìn, nhanh lên cũng quỳ xuống.
Tương Y Vân cũng theo sát mà quỳ xuống, một nhóm bốn người liền đều quỳ gối Liễu Sinh Mệnh Chi Thụ trước mặt, thành tâm lễ bái. Ở quỳ lạy trong quá trình, không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Sách tựa hồ nghe được liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, giống như là một đám tiểu hài tử tiếng cười. Làm Giang Sách lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy gió lay động sinh mệnh thụ, lá cây phiêu động. Cái này, thực sự là một viên thần kỳ cây. Đi trở về. Giang Sách đứng lên, đeo bọc hành lý lên, một nhóm bốn người một lần nữa xuyên qua gió kia cát, vãng lai lúc lộ ra phát. Cũng không biết là không phải vừa khớp, đang lúc bọn hắn sau khi rời khỏi không bao lâu, bão cát ngay lập tức sẽ trở nên lớn, cảm giác kia, giống như là chủ nhân tự mình đóng cửa lại một cái dạng. Giang Sách đoàn người ngay lập tức sẽ ly khai bão cát nơi, hướng về nơi đến lộ ra phát, đi về trên đường bọn họ đặc biệt cẩn thận, tránh khỏi lại một lần nữa cùng hành quân kiến đối kháng chính diện. Khi sắc trời hoàn toàn đen xuống trước, bọn họ rốt cục về tới trên Việt dã xa. Một đêm này, bốn người bọn họ ở trên xe ăn cơm, uống nước xong, nghỉ ngơi một đêm. Ban đêm bầu trời đẹp vô cùng. Đặc biệt sa mạc bầu trời đêm, bởi vì không có thành thị đèn neon lóe ra, có vẻ phá lệ sạch sẽ, giống như là ở nông thôn nước trong suối nhỏ giống nhau. Trong suốt không gì sánh được. Nhìn như vậy bầu trời, Tương Y Vân cảm thấy tâm linh đều bị tẩy địch giống nhau. Nàng xem nhìn bầu trời, lại nhìn một chút Giang Sách. Nghĩ thầm nếu như có thể cùng Giang Sách cả đời qua cuộc sống như thế, kỳ thực giống như cũng là nhất kiện chuyện không tồi. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Thái Dương tiếp tục thăng lên. Sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường lớn, ban ngày nhiệt độ có thể có hơn 40 độ, buổi tối có thể có dưới không hơn 10 độ. Nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, người bình thường căn bản là chịu không nổi lớn như vậy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Không phải là bị phơi nắng chết, chính là bị đông cứng chết. Cũng may bốn người bọn họ có Việt dã xa, có máy điều hòa không khí. Một buổi tối thuận lợi qua đây, ngày thứ hai cũng có thể mở ra điều hòa, ở sa mạc nóng bức bên trong tiếp tục rong ruổi. Đôi ngư vừa lái xe vừa nói, trạm kế tiếp đi đâu? Tương Y Vân suy nghĩ một chút, nói rằng, hiện tại chúng ta còn thiếu kim, thủy cùng hỏa tương đối đặc thù. Cần cuối cùng khứ thủ dùng. Hiện tại chúng ta phương thức cao nhất chính là khứ thủ được kim. Vậy phải thế nào thu được kim a? Tương Y Vân suy nghĩ một chút, hồi đáp ta nhớ được ba ba nói qua, ngũ hành chi kim nằm ở phi thường chỗ đặc thù, hình như là cái gì hỏa sơn lý đầu, còn là một núi lửa hoạt động. Chỉ có chờ hỏa sơn tạm thời, nghỉ ngơi, thời điểm, mới có thể đi vào khứ thủ dùng. Lời này chỉ là nghe xong cứ gọi người sợ. Các loại hỏa sơn lúc nghỉ ngơi đi vào. Vậy nếu là hỏa sơn nghỉ khỏe, lại bắt đầu làm việc, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Tương Y Vân tiếp tục nói, quả thực như vậy, từ xưa đến nay, không biết lại có bao nhiêu người vì vậy mà bỏ mạng. Hỏa sơn nghỉ ngơi là không có thời gian chính xác. Chúng ta không biết nó từ lúc nào nghỉ ngơi, càng không biết nó từ lúc nào công tác. Hơn nữa chúng ta cũng không cụ bị lấy ngũ hành chi kim kỹ thuật cùng thiết bị, coi như là xuống đến hỏa sơn lý đầu, cũng không có thể bắt được ngũ hành chi kim. Đôi ngư cao mày nói, có ý tứ. Ngươi là nói, chúng ta căn bản là không chiếm được ngũ hành chi kim rồi không? Dĩ nhiên không phải, Tương Y Vân cười thần bí, nói rằng, kỳ thực trừ cái đó ra, vẫn có một cái biện pháp có thể thu được ngũ hành chi kim, hơn nữa không cần trả giá bất kỳ sinh mệnh đại giới. A hát, có cái này chuyện tốt, nói nghe một chút. Bởi vì ngũ hành chi kim vô cùng quý trọng, so với vàng còn muốn quý giá, cho nên từ xưa đến nay không ít khốn cùng người đều sẽ xuống đến hỏa sơn lý đầu khứ thủ. Lấy ra sau đó, sẽ bán cho thương hội lại lấy cực cao giá cả bán cho cần người, từ đó kiếm lấy chênh lệch giá. Nói đến đây, mọi người liền đều biết. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần đi thương hội bên kia mua đồ ăn là được. Căn bản cũng không cần đi hỏa sơn lý đầu lấy. Cái này rất dễ dàng. Tương Y Vân còn nói thêm, bất quá phương pháp này có được hay không, thì nhìn vận khí. Bởi vì ngũ hành chi kim là có thành phố vô giá đồ đạc, vừa ra tới cũng sẽ bị tranh mua không còn, thậm chí có rất nhiều người đều sẽ đặt trước, mặc kệ đắt quá cũng không đáng kể. Cho nên, có thể hay không từ thương hội trong tay mua được ngũ hành chi kim, vừa nhìn gần nhất có hay không hàng. Hai xem đoạt hàng người trình độ như thế nào.
Nếu như chúng ta đi, có phát hiện không hàng, vậy còn được nghĩ biện pháp khác. Nói chuyện võ thuật, xe đã lái về đến rồi tửu điếm, Lưu Hồ Tử xuống xe. Giang Sách cuối cùng nói với hắn, về sau đối nhân xử thế thành thật một chút, nếu như bị ta biết ngươi lại làm sát nhân cướp bóc sự tình, khả năng liền sẽ không lại bỏ qua ngươi rồi. Không đợi Lưu Hồ Tử đáp lời, đôi ngư liền đóng cửa lại, nghênh ngang mà đi. Kỳ thực dựa theo Giang Sách tính cách, giống như Lưu Hồ Tử người như vậy, đã sớm hẳn là bị nhất đao lưỡng đoạn, căn bản không khả năng cho hắn đường sống, bất quá lần này là tình huống đặc biệt. Dù sao Lưu Hồ Tử trợ giúp Giang Sách dẫn đường, thành công thu được hai kiện vật phẩm, công lao không nhỏ. Công quá tương để. Giang Sách vẫn là tuyển trạch để lại Lưu Hồ Tử một mạng. Đi thương hội a. Thương hội vị trí địa lý cách bọn họ hiện tại nhà địa phương cũng không phải là rất xa, lái xe đi cũng bất quá hơn 3 giờ võ thuật, buổi chiều lúc, bọn họ cũng đã tới thương hội phụ cận. Rót đầy dầu, Giang Sách đoàn người trực tiếp chạy đi thương hội, tìm cơ hội, nhìn có thể hay không trực tiếp mua được ngũ hành chi kim. Bọn họ đi thẳng tới thương hội cửa chính. Nói là thương hội, kỳ thực cố gắng mộc mạc. Đây chính là một người giống là nông mậu thị trường địa phương, rách dưới, nóc nhà còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Rất khó tưởng tượng ở loại địa phương này, mỗi ngày đều có hơn 1 tỷ nước chảy. Nơi đây tuy là phá, thế nhưng không có chút nào nghèo. Ở phụ cận sa mạc, trong núi lửa mặt, có quá nhiều bảo bối, những người mạo hiểm kia đem bảo bối lấy ra sau đó. Liền trực tiếp bán cho thương hội. Thương hội lại có mà bán đi. Như vậy hình thức, đã kéo dài mấy trăm năm, rất có truyền thống. Giang Sách bọn họ đến sau đó, bay thẳng đến bên trong đi tới, lại đi đến lớn cửa thời điểm. Bỗng nhiên có người ngăn cản bọn họ. Đệ nhất thứ lai sao? Câu hỏi là một trung niên nhân, cánh tay trần, toàn thân đều là hình xăm. Hắn là nơi này, giữ cửa, nhãn lực nhọn phi thường, phàm là đã tới khách nhân, hắn đều có thể liếc mắt nhận ra. Thế nhưng giống như Giang Sách bọn họ loại này đệ nhất thứ lai, hắn liền một chút ấn tượng cũng không có. Không có ấn tượng, đó chính là đệ nhất thứ lai, thì có đệ nhất thứ lai quy củ. Giang Sách gật đầu, là. Biết đệ nhất thứ lai quy củ không? Không biết. Không biết, ha ha, đi, ta cho ngươi biết. Tên xăm mình hít một hơi thuốc lá, khoan thai chậm rãi nói rằng, cái chỗ này không phải là người nào đều có thể đi vào. Muốn đi vào, được thỏa mãn hai điều kiện. Tên xăm mình vươn hai cái ngón tay, điều kiện thứ nhất. Tài sản ít nhất phải đạt được 10 triệu, điều kiện thứ hai, được giao nộp 100. Trên tờ đơn không có. Tương Y Vân thở dài, tâm tình có điểm uể oải. Giang Sách lại có vẻ bình tĩnh nhiều, nào có cái gì sự tình đều là thuận buồm xuôi gió. Hắn lại một lần nữa đem ra cho kiểm tra rồi một lần, xác định không có ngũ hành chi kim. Sau đó nhìn về phía đấu giá liệt biểu. Đấu giá trong list mặt cũng sẽ không mỗi ngày đều có thương phẩm, chỉ có làm thích hợp vật phẩm quý trọng xuất hiện thời điểm, mới có thể ở bên trong này xuất hiện. Ngũ hành chi kim, nên tính là cực kỳ chân quý vật phẩm A. Căn cứ Giang Sách phỏng đoán, có thể ở đấu giá trong list mặt sẽ có vật như vậy tồn tại. Ngày hôm nay tổng cộng có 3 món đồ sẽ đấu giá. Phía trước lưỡng dạng đều là chân quý văn vật. Mà dạng thứ ba, thì tiêu chuẩn tên là Hỏa Sơn Kim. Y Vân, Giang Sách hô một tiếng. Tương Y Vân nghe thanh âm đã đi tới, liếc mắt liền thấy được đấu giá liệt biểu lên, Hỏa Sơn Kim, hưng phấn không thôi nói, chính là cái này. Hỏa Sơn Kim, chính là ngũ hành chi kim. Nàng lại sau này mặt liếc nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Chỉ có chính là một cây gì không tới Hỏa Sơn Kim. Lại muốn giá cả 30 triệu. Đây quả thực là giá trên trời, so với tuyệt đại đa số văn vật quý giá cũng đắt hơn. Hơn nữa, cái này còn không là cuối cùng giá cả. Căn cứ đấu giá quy tắc, muốn thu được Hỏa Sơn Kim, người cần đánh bại những thứ khác người mua. Mỗi một lần kêu giá cũng phải so với trước kia cao chí ít 100 vạn. Tương Y Vân trùng điệp thở dài, nói rằng cái này thương hội thật đúng là biết kiếm tiền a. Hy vọng không cần có đại lão nhìn chúng Hỏa Sơn Kim, trực tiếp bị chúng ta bắt thì tốt rồi. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng. Có thể được xếp vào đấu giá đồng hồ, toàn bộ bộ đô là phi thường chân quý, đại gia muốn cướp mua đồ đạc.
không ai nhìn chúng. Muốn cũng không cần muốn. Giang Sách trầm ổn hít thở một cái khí. Lúc này đây, hắn muốn cùng người khác so một lần, ai hơn có tiền. Cũng may, hắn đối với mình tài phú vẫn có nhất định tự tin. Ba người cũng không lời nói nhảm, trực tiếp bước vào đấu giá gian phòng. Phòng này cũng không lớn, giống như là một cái đại học phòng học lớn như vậy, toàn bộ ngồi đầy, ước đoán cũng chỉ có thể tỏa hơn 100 người bộ dạng. Bởi vì thông thường nhân căn bản bất sẽ đến tham gia đấu giá. Có thể tới nơi này, toàn bộ đô là phú hào trong phú hào, người như vậy là cực ít. Cho nên cũng sẽ không cần nhiều như vậy chỗ ngồi. Rất nhanh, ba người bọn họ an vị xuống dưới. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng phát hiện, trong sân thưa thớt ngồi chỉ có chừng 20 người, không coi là nhiều. Bất quá, từ y phục của bọn họ đồ trang sức đến xem, toàn bộ đô là cao cấp nhất phú hào, mỗi người đều mặc cực kỳ chú ý. Ở tại bọn hắn đợi đấu giá trước khi bắt đầu, lại có 5 người đi đến. Cầm đầu là một cái khe rãnh đầu nam tử, toàn thân ngăm đen, hai cái cánh tay trên toàn bộ đô là bắp thịt, đi theo phía sau 4 người cũng đều là dáng vẻ hung thần ác sát, nhãn thần kiên định, tràn ngập sát ý. Giang Sách liếc mắt là có thể nhìn ra, đó là giết người vô số, giết đều đã chết lặng mắt, 5 người này, cũng không người lương thiện. Bên trong phòng những phú hào kia phản ứng cũng ấn chứng Giang Sách phỏng đoán. Mọi người chứng kiến khe rãnh nam xuất hiện sau đó, đều lộ ra phiền chán, lo lắng, vẻ mặt sợ hãi, vừa hận vừa sợ. Khoảng cách Giang Sách cách đó không xa một trung niên nhân càng là nhỏ giọng thầm thì, chiến đấu săn cái này Diêm La Vương chạy tới, không biết lại nhìn chúng bên nào đồ đạc. Mặc kệ hắn nhìn chúng người nào đồ đạc, đều tuyệt đối theo chúng ta không quan hệ lạc. Thì ra, khe rãnh nam tước hiệu là chiến đấu săn. Là vùng này tuyệt đối, vương giả. Hắn nhìn chúng đồ đạc, người khác tuyệt đối đoạt không đi. Chiến đấu săn có đội ngũ của mình, nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền đem nơi đây tất cả lớn nhỏ mười mấy cái tổ chức đều cho khuất phục, trở thành nơi đây độc nhất vô nhị, vương. Tuy nói ở trong thương hội đầu, người người công bằng. Thế nhưng, chỉ cần chiến đấu săn xuất hiện, người khác cũng không dám với hắn tranh đoạt vật phẩm. Bởi vì mặc dù ngươi ở đây trong thương hội đầu cướp được thứ ngươi muốn, các loại gia thương hội, chiến đấu săn sẽ tìm được ngươi. Trước cướp đi vật phẩm của ngươi, lại xử quyết ngươi. Ở trong thương hội mặt, thương hội có trách nhiệm toàn lực bảo vệ ngươi an toàn, chỉ khi nào ra thương hội cũng sẽ không xen vào nữa sinh tử của ngươi rồi. Dưới tình huống như vậy, căn bản cũng không có người cùng chiến đấu săn đối nghịch. Chỉ cần hắn nhìn chúng đồ đạc. Đều sẽ trực tiếp mua đi, người khác ngay cả nhìn nhiều dũng khí cũng không có, chớ đừng nói chi là với hắn tranh đoạt. Ngày hôm nay sự xuất hiện của hắn, làm cho hiện trường không ít người ủ rũ, biết chắc có cái gì không lấy được. Ba loại vật phẩm, vận khí tốt chỉ, ném, giống nhau, vận khí không tốt, ba loại ước đoán hắn toàn bộ đô lấy đi, tất cả xem mệnh. Chỉ thấy chiến đấu săn nghênh ngang đi vào phòng, sau đó đi tới hàng thứ nhất. Xoay người nhìn tất cả mọi người tại chỗ, giang hai cánh tay, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ khom lưng làm cái lễ, nhìn qua còn giống như cố gắng băng băng lễ độ dáng vẻ. Hắn mỉm cười nói, mỗi bên vị thúc thúc bá bá. Ngày hôm nay ta tới, có một dạng đồ đạc muốn mang đi, hy vọng mỗi bên vị thúc thúc bá bá không muốn theo ta đoạt, nhường một chút vãn bối. Những phú hào kia không nói lời nào. Dám không cho sao? Làm bộ làm tịch. Người xem ác tâm. Chiến đấu săn tiếp tục nói, mỗi bên vị thúc thúc bá bá yên tâm. Ta hôm nay tới, chỉ là vì lấy đi hỏa sơn kim. Bởi vì ta đao chặt đứt, cần một bả mới đao, liền cần dùng cái này hỏa sơn kim rèn một bả. Còn như mặt khác lưỡng dạng cổ văn vật, ta đây cái đại lão to một chút hứng thú cũng không có, mỗi bên vị thúc thúc bá bá tự mua đi chơi đi. Chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, ok. Nghe hắn nói như vậy. Ở đây không ít người đều thở dài một hơi. Kỳ thực, tuyệt đại đa số trong bọn họ đều là hướng về phía lưỡng dạng cổ văn vật tới. Có một chút là chính nghĩa nhân sĩ, vì đem cổ văn vật mua hiến cho quốc gia, cũng có là vì thỏa mãn mình cất giấu dục vọng, càng nhiều hơn, là cổ văn vật buôn bán buôn lậu. Những người này đối với hỏa sơn kim dục vọng là rất nhỏ. Bởi vì hỏa sơn kim tuy là chân quý, nhưng cũng không có lịch sử giá trị nghiên cứu.
ở trong mắt bọn hắn sẽ không có bao nhiêu tăng tỷ giá đồng bạc không gian, cũng không có cất giữ ý nghĩa. Đem hỏa sơn kim tặng cho chiến đấu săn, căn bản là không quan trọng gì sự tình. Cái này tuyệt đại đa số người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Giang Sách ba người, thần sắc không quá lạc quan, bởi vì bọn họ mong muốn chính là hỏa sơn kim, có chiến đấu săn cái này Diêm La Vương che ở trước người, sự tình sẽ trở nên khó giải quyết nhiều. Tương Y Vân nhỏ giọng nói rằng, Giang Sách, làm sao bây giờ a? Tuy là ngươi rất lợi hại, thế nhưng na chiến đấu săn nhìn qua cũng rất mạnh a. Đều nói cường long không phải áp bọn rắn độc, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn với hắn nổi lên va chạm a. Mặc dù chúng ta có thể mua hỏa sơn kim, sợ là mới vừa đi ra thương hội đại môn, cũng sẽ bị hắn cho loạn đao phân thây. Những lời này quả thật có đạo lý. Giang Sách nhân mã lại không ở bên này, mặc dù lập tức triệu tập, cũng căn bản không kịp. Sức chiến đấu, chỉ có Giang Sách cùng đôi ngư hai người, nhưng lại được bảo hộ Tương Y Vân. Tình thế tương đương không lạc quan. Hơi có chút người có lý trí, đều sẽ tuyển trạch buông tha, sau đó nếm thử những biện pháp khác, nhưng Giang Sách biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ núi đi. Hắn giọng bình thản nói rằng, cơ bất khả thất, mất đi một cơ hội này, không biết khi nào chả có thể gặp lại hỏa sơn kim. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cướp dưới hỏa sơn kim. Ngạch, Tương Y Vân tê cả ra đầu, lòng nói, Giang Sách không khỏi cũng quá mới vừa một chút ra. Đây cũng không phải là dũng cảm, mà là lỗ mãng, ngu xuẩn. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, để làm chi không nên cùng người ta đấu. Giang Sách tiếp tục nói, đôi ngư, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ Y Vân. Minh bạch, đôi ngư không có bất kỳ phản đối ngôn ngữ, thậm chí còn có vẻ có điểm hưng phấn, đã thật lâu chưa cùng Giang Sách chiến đấu với nhau, lúc này đây, vừa vặn cầm chiến đấu săn những người này làm bia, luyện tay một chút. Qua không bao lâu, người chủ trì lên đài, đấu giá chính thức bắt đầu. Hết thảy đều tiến triển phi thường thuận lợi. Đối với phía trước lưỡng dạng cổ văn vật, chiến đấu săn thật là một chút hứng thú cũng không có. Căn bản cũng không có báo giá. Cái khác phú hào nhưng thật ra cướp túi bụi. Nguyên bản giá trị 10 triệu cổ văn vật, cuối cùng cư nhiên lấy 130 triệu giá cả thành giao. Bên ngoài chém giết thảm thiết, có thể thấy được lốm đốm. Rốt cục, phía trước hai kiện vật phẩm đều bị mua đi, đi tới kiện vật phẩm thứ ba hỏa sơn kim. Người chủ trì nói rõ quy tắc sau, hỏi, có lão bản nguyện ý hoa 30 triệu mang đi cái này kim loại hiếm sao? Thoại âm rơi xuống, ở đây không có bất kỳ một người báo giá. Bởi vì mọi người đều biết, hỏa sơn kim nhất định là chiến đấu săn, những người khác đừng nghĩ ngón tay nhiễm. 30 triệu, ta muốn rồi. Đang chờ đợi vài giây sau đó, chiến đấu săn nhấc tay hô một tiếng, giống như là trước đó an bài tốt giống nhau, trừ hắn ra, đừng nhân căn bản bất kêu giá. Một món đồ như vậy hy hữu vật phẩm, cứ như vậy bị chiến đấu săn mua đi. Đối với thương hội mà nói, thật ra thì vẫn là có điểm thua thiệt. Người chủ trì khi nhìn đến kêu giá chính là chiến đấu săn sau đó, cơ bản liền trong lòng hiểu rõ. Biết cái khác nhân căn bản bất sẽ cùng hắn đoạt, hôm nay đấu giá cơ bản liền đến này kết thúc. Vì vậy hắn cũng không hỏi những người khác ý kiến, trực tiếp dựa theo nước chảy bắt đầu gõ chùy. 30 triệu, một lần. 30 triệu, hai lần. 30 triệu. Đang chủ trì người vừa muốn kêu, ba lần, thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. 35 triệu, ta muốn. Ân, sao lại thế? Trong lúc nhất thời, bao quát người chủ trì ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hơn 10 ánh mắt đồng loạt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Người nào chán sống, lại dám cùng chiến đấu săn cướp đồ. Khi nhìn đến Giang Sách sau đó, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai là một tân nhân A. Đoán chừng là lần đầu tiên tới bên này, căn bản không hiểu quy củ, cũng không biết chiến đấu săn thủ đoạn. Ha ha. Có trò hay để nhìn. Những phú hào kia toàn bộ bộ đô nhiều hứng thú nhìn Giang Sách, tựa hồ đang xem một tuồng kịch, mỗi người đều đang đợi lấy xem Giang Sách xấu mặt. Trên đài, người chủ chỉ có chút, hảo ý, nhắc nhở, vị tiên sinh này, ngài nhất định phải đấu giá sao? Xác định. Ta khuyên ngài tái hảo hảo suy tính một chút. Làm sao, ta không thể đấu giá sao?
không phải là không thể được, mà là có nguy hiểm. Lời của người chủ trì đã nêu lên cũng đủ rõ ràng, làm phe làm chủ người, hắn đối với cái này, tân nhân, có thể nói rất chiếu cố. Nhưng mà, cái này mới nhân căn bản bất thêm để ý tới. Hắn nói như đinh chém sắt, hỏa sơn kim, ta nhất định phải được. Người chủ trì nở nụ cười, khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm, mặc kệ đến rồi người nào niên đại, luôn là sẽ có loại này không nghe khuyên bảo kẻ ngu si tồn tại, ai, đêm nay lại muốn nhiều một cỗ thi thể lạc. Người chủ trì trực tiếp nhìn về phía chiến đấu săn, hắn biết, chiến đấu săn là tuyệt đối không có khả năng đem hỏa sơn kim nhường cho người khác, chỉ cần là chiến đấu săn coi trọng đồ đạc, ai cũng đoạt không đi. Quả nhiên, chiến đấu săn thần sắc cứng lại, sau đó đứng lên, xoay đầu lại nhìn về phía sau Giang Sách. Người xa lạ, không biết, chiến đấu săn trên mặt lộ ra mỉm cười, nói rằng, vị này ca ca, ta thật sự là quá cần hỏa sơn kim rồi. Xin hỏi ngài có thể nhường cho ta sao? Giang Sách không chút do dự trả lời ba chữ, không thể. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cười gian, đó là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, Giang Sách đã là một người chết. Khái khái, vị này ca ca, ngươi là lần đầu tiên tới à? Sợ là không hiểu quy củ của nơi này. Chiến đấu săn còn muốn uy hiếp một cái Giang Sách, nào ngờ. Giang Sách trực tiếp không để mắt đến hắn, đối với người chủ trì nói rằng, thời gian dài như vậy không có ai cùng giá cả, người chủ trì, người có phải hay không nên gõ chủy rồi. Người chủ trì cũng không sốt ruột, mà là tiếp tục đợi chiến đấu săn kết quả. Lúc này, chiến đấu săn thần sắc triệt để thay đổi. Hắn thu nụ cười lại, lộ ra tướng mạo sẵn có, muốn một cao ngạo lang, vung tay lên, mới tới, người đã nghĩ như vậy chơi, tốt. Ta đây liền cùng ngươi vui đùa một chút. 40 triệu, hỏa sơn kim ta nhất định muốn rồi. Nguyên bản 100 vạn đi lên thêm hình thức, bị bọn họ cho hoàn thành 500 vạn đi lên thêm, nhưng mà, Giang Sách động tác kế tiếp làm cho tất cả mọi người kinh hô. Hắn trực tiếp mở miệng nói, 100 triệu. Từ 40 triệu trực tiếp tăng giá đến 100 triệu. Tăng lên gấp đôi đều không ngừng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa từng thấy như thế đấu giá. Nhất định chính là nhiều tiền, dính vào. Chiến đấu săn tay đang run rẩy, không phải sợ, mà là hưng phấn. Rốt cục gặp phải một cái xương cứng rồi. Hắn cười ha hả nói, so với ai khác càng có tiền sao. Mới tới, ngươi sợ là tìm lộn đối tượng. Hỏa sơn kim, hai ức, ta muốn rồi. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, Giang Sách trực tiếp mở miệng cùng giá cả, 1 tỷ. Phốc. Những phú hào kia từng cái sắc mặt biến đổi lớn. 1 tỷ, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, bọn họ tới đấu giá nhiều lần như vậy, lần đầu tiên nghe được như vậy chữ số. Chiến đấu săn cũng mộng ép. Trên một giây hắn còn tin thề mỗi ngày, cho là mình rất có tiền, coi thường Giang Sách, một giây kế tiếp đã bị đùng đùng vẽ mặt. 1 tỷ, mấy cái chữ này mặc dù đối với chiến đấu săn mà nói, cũng có chút cao quá phận. Hắn cùng không dậy nổi. Chiến đấu săn cắn răng trừng mắt Giang Sách, trong lòng tính toán như thế này nên xử lý như thế nào rơi cái này hàng. Nhưng mà Giang Sách lại vô cùng khinh thường nói, không có tiền cút ngay đi sang một bên, bớt ở chỗ này trang bị lão sói vẫy đuôi. 1 tỷ, ngươi cùng không dậy nổi, hỏa sơn kim ta mang đi. Phi thường hiêu trương bạt hổ nói. Kiêu ngạo đến căn bản không như là Giang Sách phong cách. Kỳ thực. Đây là chiến lược. Nếu quyết định muốn làm, vậy cũng không cần lại lưu thủ, từ ngôn ngữ đến khí thế, toàn phương vị ngăn chặn địch nhân. Chiến đấu săn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy vũ nhục. Song quyền của hắn cầm thật chặt, bên người 4 gã thủ hạ cũng đều tản mát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng sát ý, nếu như không phải ở trong thương hội mặt, bọn họ sợ là đã động thủ giết người. Lúc này, người chủ trì sát ngôn quan sát. Đối với tình huống đã đúng với ngực. 1 tỷ, cái giá tiền này chiến đấu săn là căn bản cùng không dậy nổi. Hỏa sơn kim nhất định là cũng bị cái kia tân nhân cướp đi, vấn đề là, hắn có thể sống mang đi hỏa sơn kim sao? Ha ha, căn bản không khả năng. Bất quá cái này cùng thương hội không quan hệ. Người chủ trì hô, 1 tỷ, một lần, 1 tỷ, 2 lần, 1 tỷ, 3 lần. Chúc mừng vị lão bản này. Hỏa sơn kim là của ngài. Giang Sách đứng lên,
đường hoàng tử chiến đấu săn bên người đi qua. Hắn trả tiền, cầm đi Hỏa Sơn Kim. Ở đi trở về thời điểm, Giang Sách còn cố ý khiêu khích ở chiến đấu săn trước mặt Hoàng Liễu Hoàng Hỏa Sơn Kim, trong miệng nói lẩm bẩm, vật của ta muốn. Ai cũng đoạt không đi, ngang ngược tàn ác, ngươi nên trở về đi tắm một cái rồi ngủ. Mỗi một câu đều ở đây đau đớn chiến đấu săn thần kinh. Rất nhanh, Giang Sách thì mang theo Hỏa Sơn Kim ly khai thương hội, đôi ngư, tương theo như vân theo sát phía sau. Hiện trường lập tức liền náo nhiệt lên. Dám như thế khiêu khích chiến đấu săn, không có một có thể còn sống ly khai, cái kia tân nhân đã đợi với chết người đi được. Đây chính là tất cả mọi người ý tưởng. Chiến đấu săn không nói được một lời. Vung tay lên, bên người bốn người liền liền xông ra ngoài. Đang chờ đợi một min qua đi, chiến đấu săn mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn biết, bốn gã thủ hạ khẳng định đã đem Giang Sách cho chế phục rồi. Hiện tại hắn chỉ cần đi ra ngoài hung hăng nhục nhã Giang Sách một trận, đem vừa mới đánh mất mặt mũi tìm trở về. Mà khi hắn cùng với hiện trường rất nhiều phú hào đi ra thương hội thời điểm, chỉ có lúng túng phát hiện, hết thảy đều cùng tưởng tượng không giống với. Giang Sách hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó. Mà chiến đấu săn bốn cái thủ hạ, lại toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất, đã toàn bộ tử vong. Mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn người kia thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ nhưng là biết đến, từng cái đều là lấy một địch 10 cao thủ, hai tay không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết. Nhưng mà, chỉ có ngắn ngủi một min không tới võ thuật, bốn người toàn bộ đều chết. Chết như thế nào? Không biết. Chiến đấu săn nhìn chằm chằm trước mắt Giang Sách, cảm thấy bất khả tư nghị, chẳng lẽ Giang Sách là dùng bá súng bốn cái thủ hạ giải quyết hết. Nhưng cũng không có nghe được tiếng thương a. Hơn nữa bốn cái thủ hạ chính là trên người cũng không có vết thương đạn bắn. Lúc này, Giang Sách mở miệng nói, ngươi tên là chiến đấu săn đúng vậy. Hiện tại cho ngươi hai con đường, đệ nhất, cho chúng ta chuẩn bị xong ăn ở, để cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Ta nên tha cho ngươi một mạng, đệ nhị, chết ở chỗ này. Chiến đấu săn những thủ hạ kia toàn bộ đều hách liễu nhất đại khiêu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời đều ngẩn ở tại chỗ, đối với Giang Sách sinh ra sợ tâm lý. Điều này làm cho chiến đấu săn phi thường khó chịu. Hắn hướng về phía những thủ hạ kia giận dữ hét, đều lo lắng làm cái gì. Nhanh, đứng lên cho ta, đánh hắn. Những thủ hạ kia lúc này mới phản ứng kịp, rất nhanh hướng phía Giang Sách vào tới. Bất quá lúc này đây bọn họ thay đổi thông minh, không phải trực tiếp đối với Giang Sách tiến hành công kích, mà là đối với Tương Y Vân động thủ. Giang Sách há có thể tiếp thu. Đặc biệt Tương Y Vân, đối với bây giờ Giang Sách mà nói vô cùng trọng yếu, làm sao có thể làm cho những thứ này thô lỗ nam nhân tùy ý đẩy tới đẩy lui. Không đợi những thủ hạ kia tay đưa tới, Giang Sách trực tiếp chắn Tương Y Vân trước mặt. Thủ hạ một cái đẩy ở liễu Giang Sách trên người, sử dụng lực đạo phi thường lớn, thế nhưng, Giang Sách không chút sức mẻ. Thủ hạ giống như là đẩy ở tại xe tải lớn trên giống nhau. Không động đậy liễu Giang Sách mảy may. Hắn trừng mắt một cái Giang Sách, thật đem mình làm vô địch chiến sĩ đâu. Giang Sách lãnh lãnh nói rằng, người con chó này, gọi vẫn còn lớn tiếng A. Dám mắng ta, người thì em muốn chết. Thủ hạ kia giơ tay lên liền dựa theo Giang Sách trên mặt của quất tới, Giang Sách không tránh không né, cũng vung ra một quyền. Đi sau mà tới trước. Giang Sách một quyền đã đem tây trang nam tử bắn cho ra năm thước có hơn, ầm một tiếng nằm trên mặt đất. Răng cửa đều bị đánh nát. Thu hồi nắm tay. Giang Sách lãnh mắt thấy hắn, trầm giọng nói rằng, cậu, không gọi. Thủ hạ từ chối đã lâu, mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, hắn dùng tay che miệng, tiên huyết xuyên thấu qua ngón tay chảy ra. Những thứ khác thủ hạ lúc này là thật không dám động thủ. Ngay cả chiến đấu săn cũng đều ngây tại chỗ. Chiến chiến căng căng, chưa từng có gặp phải mạnh mẽ như vậy nam nhân. Vừa lúc đó, phía sau truyền tới một thanh âm. Làm gì vậy, xảo xảo nháo nháo. Mọi người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là một cái giữ lại đại bối đầu người đàn ông trung niên, hắn ăn mặc hưu nhàn tây trang, đĩnh bụng bự. Vừa nhìn sinh hoạt cũng rất làm dịu. Chiến đấu săn nhìn, vừa cười vừa nói, Trần Lão Tổng, có người nháo sự. Tên kia thầy cai nhíu chân mày lại. Theo tây trang nam tử ngón tay phương hướng xem ra qua đây,
đúng dịp thấy Liễu Giang Sách. Phốc suy, thầy Cai vui vẻ. Yêu, ta tưởng người nào, thì ra là người cái này bị trục xuất phế vật a. Làm sao, đều đã bị trục xuất rồi, còn có gan tử nháo sự. Thật là kiểu cách nhà quan quá lớn a. Giang Sách vừa nhìn, cũng nhận thức. Cái này một vị thầy Cai tên là Trần Hàng, năm đó Giang Sách với hắn đã từng quen biết, đã từng khấu trừ hắn một nhóm hàng, không nghĩ tới giờ này khắc này sẽ ở đây loại địa phương lần nữa gặp mặt. Ai có thể nghĩ đến, ngày hôm nay Giang Sách cư nhiên đánh hắn, cẩu. Chiến đấu săn có thể ở vùng này diễu võ dương oai. Một mặt là thực lực bản thân cường hãn, về phương diện khác cũng là bởi vì hắn cho Trần Hàng làm, cẩu, là Trần Hàng tay chân. Trần Hàng có tiền có thế, mạng lưới quan hệ rất rộng, cùng khu vực này rất nhiều nơi đều có quan hệ. Có hắn che chở, Trần Hàng mới có thể vô pháp vô thiên. Giang Sách nói rằng, Trần Hàng, ta theo chiến đấu săn sự tình, ngươi cũng muốn quản sao? Trần Hàng nở nụ cười, chỉ cần là khu vực này sự tình, toàn bộ thuộc về ta quản. Giang Sách lãnh cười nói, năm đó ngươi đã bị ta khấu trừ hàng, ngày hôm nay lại đi ra trang bị lão sói vẫy đuôi rồi. Trần Hàng hoàn toàn bị chọc giận, quát, ngươi một cái phế vật, làm sao còn có lá gan giáo huấn khởi ta tới? Ai cho ngươi khuôn mặt? Vừa cúi đầu, hắn chứng kiến Liễu Giang Sách sau lưng Tương Y Vân, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Yêu, còn mang theo một cái tiểu mỹ nhân a. Không sai, ngày hôm nay ta trước hết đem ngươi giết chết, sau đó đem tiểu mỹ nhân mang đi. Yên lành hưởng dụng một phen. Ngươi cho rằng ngươi chính là chiến thần sao? Ngươi cho rằng, chỉ cần có thể đánh, có thể vô pháp vô thiên sao? Nói cho ngươi biết, hầu hết thời gian không phải ngươi có thể đánh liền có thể. Ở chỗ này, dựa vào là mạng lưới quan hệ. Giang Sách lãnh lạnh nhìn đối phương, trong ánh mắt lòe ra một rảo hoạt hàn quang. Hắn khinh thường nói, nghe ngươi nói như vậy, quan hệ của ngươi võng nhất định rất rộng lạc. Yêu, không tin, Trần Hàng nhún vai, nói rằng, ok, ngày hôm nay ta để ngươi biết rõ, cái gì gọi là quan hệ. Hắn hét lớn một tiếng, ai là cái này một mảnh người phụ trách, đi ra cho ta. Không bao lâu. Một gã mang kính mắt, nhìn qua sắp 60 tuổi trưởng giả đi ra, tuy là đã có tuổi. Nhưng nhìn qua vẫn là như vậy tươi cười rạng rỡ. Hắn đi tới Trần Hàng trước mặt, mặt mỉm cười nói rằng, ta gọi Hứa Trọng Dân, là nơi này lính bảo an địa phương. Ân, Trần Hàng nhìn từ trên xuống dưới Hứa Trọng Dân, hài lòng gật đầu, không sai, hào hoa phong nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ, là một cảnh sát dáng dấp. Hỏi ngươi sự kiện. Cư dân nơi này tố chất thế nào? Hứa Trọng Dân hồi đáp, nhất lưu. Nếu nhất lưu, na cũng không thể bị nhị lưu người làm hỏng đi. Có đạo lý. Vì vậy Trần Hàng liền đối với Giang Sách nói rằng, có nghe hay không? Loại người như ngươi nhị lưu mặt hàng, chờ đấy bị bắt a. Giang Sách từ tốn nói, ngươi ở đây nói cái gì? Nói cái gì nghe không hiểu sao? Ở chúng ta cái này một mảnh nhất lưu địa phương. Thôn dân đều là như vậy hiền lành, làm sao có thể dung dưới loại người như ngươi nhị lưu người ngu lấy. Cho phép cảnh quan, bắt người a. Đang ở Trần Hàng chuẩn bị cao hứng thời điểm, đột nhiên, Hứa Trọng Dân nói với hắn, cho nên thật ngại quá. Trần Lão Tổng, mời ly khai a. Tốt, tốt, các người đám này mặt hàng, lại dám nói với ta như vậy nói, ha ha, các ngươi xong. Hắn tự tay từ túi quần móc ra một bộ điện thoại di động. Nói rằng, các ngươi đã không có đường lui, hiện tại ta sẽ phải bị bót cảnh sát gọi điện thoại, giống như các ngươi như vậy rác dưới cảnh sát, tuyệt đối phải khai trừ. Nếu như vậy tấm ảnh cảnh gặp phải tình huống như vậy, đã sớm sợ đến chết khiếp, xin Trần Hàng bất có thể đánh điện thoại. Nhưng Hứa Trọng Dân nhưng căn bản không sao cả. Hắn giống như là tảng đá giống nhau, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, bởi vì hắn khắc sâu biết một việc, mặc kệ Trần Hàng cho ai gọi điện thoại. Cũng không thể bắt hắn cho đuổi. Đơn giản là, có một vô cùng cường đại nam nhân, đứng ở Hứa Trọng Dân bên người. Tu La Chiến Thần. Từ lúc Giang Sách đến thời điểm, khu vực này phía chính phủ nhận được tin tức, biết Chiến Thần đã qua tới. Đây hết thảy đều là đôi ngư đang âm thầm len lén bố trí. Kỳ thực, rất nhiều chuyện ngay cả Giang Sách cũng còn không biết, thế nhưng đôi ngư cũng đã giúp hắn làm xong. Khi nhìn đến tấm ảnh cảnh thái độ sau đó,
lại chứng kiến đôi ngư na nụ cười đắc ý, kỳ thực Giang Sách cũng đã trong lòng hiểu rõ, đối với Trần Hàng căn bản khinh thường một cố. Trần Hàng chỉ là một thầy cai, ở Giang Sách trước mặt, căn bản không đủ xem. Nhưng mà hắn còn không tự biết. Tút tút tút, điện thoại nối rồi. Uy, bót cảnh sát sao? Là, ngài vị ấy. Ta là Trần Hàng. Trần Lão Tổng ngài khỏe, xin hỏi có chuyện gì không? Ta muốn các ngươi lập tức mở rơi một gã tấm ảnh cảnh. Tên gì? Hứa Trọng Dân. Trần Hàng ngửa đầu, phi thường đắc ý đứng ở nơi đó, đợi bót cảnh sát người cho hắn đáp lời. Hắn thấy, chỉ là đem một cái nho nhỏ tấm ảnh cảnh bị khai trừ, căn bản cũng không phải là chuyện này. Cũng chính là hắn chuyện một câu nói, dễ dàng là có thể giải quyết vấn đề. Hứa Trọng Dân loại này không biết phải trái mặt hàng, phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Nào ngờ, bót cảnh sát người là rất nhanh thì cho trả lời thuyết phục, thế nhưng cái này trả lời thuyết phục, thật to vượt ra khỏi Trần Hàng dự liệu. Trần Lão Tổng, thật ngại quá, Hứa Trọng Dân không có thể mở ngoại trừ. Trần Hàng lúc đó khuôn mặt liền tái rồi. Không có thể mở ngoại trừ. Chính mình tại cái này được nước rồi cả buổi, kết quả là khuôn mặt bị đánh sưng nguy. Hắn nóng nảy, hét lớn, cái gì chó má không thể quan. Lời của ta không dễ xài sao? Cục giáo dục người hồi đáp, Trần Lão Tổng xin lỗi, không phải lời của ngài không dễ xài, mà là cho phép cảnh viên là một gã ưu tú cảnh viên, không có khai trừ lý do. Ta Trần Hàng muốn khai trừ một cái nho nhỏ tấm ảnh cảnh, còn cần lý do. Ta hàng năm cho nơi đây làm ra bao nhiêu GDP cống hiến người biết. Ta lệnh cho ngươi, khai trừ hắn. Xin lỗi, làm không được. Lạch cạch. Đối phương nạo sạch điện thoại. Trần Hàng nhìn trong tay bị ngủm điện thoại di động sửng sốt hồi lâu, cái này tình huống gì a? Chính mình đường đường một cái thầy cai, lại còn nói chuyện không đính dụng. Giang Sách nói rằng, thấy được chưa, công đạo tự tại lòng người. Trần Hàng, người muốn dùng hết tổng tới dọa người. Không dễ xài. Chu vi người đều hướng phía Trần Hàng quăng tới ánh mắt khác thường. Khinh bỉ, cười nhạo, chán ghét, chẳng đáng. Mỗi người ánh mắt đều là như vậy làm cho Trần Hàng bất thoải mái. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng bài trừ một câu nói, ta còn cũng không tin, ta sẽ một cái thầy cai, ngay cả một cái nho nhỏ tấm ảnh cảnh đều khai trừ không được. Các ngươi cho lão tử chờ đấy. Tiếp lấy, Trần Hàng tuyển trạch cho cục vệ sinh gọi điện thoại, mở miệng đã nói cục vệ sinh sao. Ta là Trần Hàng, ta hiện tại phát hiện thương hội bên này vệ sinh phi thường kém. Tất cả đều là cho rằng một cái tên là Giang Sách nhân làm, lập tức đến cho ta bắt hắn cho xử lý. Vốn tưởng rằng câu nói đầu tiên có thể giải quyết vấn đề. Kết quả vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Xin lỗi Trần Lão Tổng, chúng ta đã kiểm tra qua, thương hội bên kia vệ sinh tình huống là vô cùng tốt, thậm chí vượt ra khỏi tiêu chuẩn thật lớn một đoạn, không có ích lợi gì để ý. Cái này, làm cái gì? Trần Hàng thực sự hoài nghi mình cái này thầy cai có phải giả hay không, làm sao lại là không có có người bán mặt mũi của hắn. Phản phản, đám này đồ hỗn hào, tất cả đều phản. Trần Hàng bất tin tà, tiếp tục gọi điện thoại. Một cái lại một cái điện thoại đánh ra, một cái lại một cái bộ môn tiến hành tố cáo. Ở xây bộ phận sao? Hoàn vệ cục sao? Đồn công an sao? Liên tiếp bấm được có 10 cái điện thoại. Trần Hàng đem hắn có thể nghĩ tới bộ môn điện thoại đều đánh một lần, chính là muốn từ mọi phương diện đối với Giang Sách cùng với Hứa Trọng Dân tạo thành đả kích, đưa bọn họ bắt lại hoặc là đuổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, điện thoại đánh cho không ít, nhưng một cái cũng không có hiệu quả. Căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào bộ môn để ý tới hắn. Trần Hàng căn bản cũng không biết, cái này phía sau có đáng sợ hơn tồn tại, những ngành khác người đều biết. Giang Sách là tu la chiến thần, đã sớm khôi phục chiến thần thân phận. Ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đối với tu la chiến thần hạ thủ. Trần Hàng thân là đưa ra thị trường công ty thầy cai, thân phận là lợi hại, nhưng ở tu la chiến thần trước mặt. Chính là một vị bất túc đạo tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên, mặc kệ Trần Hàng đánh bao nhiêu điện thoại, đều vô dụng. Tức chết ta, tức chết ta. Cuối cùng. Hắn đem điện thoại di động hung hăng đập xuống đất. Một cước cho dẫm toái. Giang Sách lúc này mới mạn bất kinh tâm nói rằng, ta nói rồi,
công đạo tự tại lòng người, nhiều điện như vậy nói đều đã đánh rồi, kết quả cũng rất rõ ràng. Mặc kệ ngươi làm sao vu oan, nói xấu, đều vô dụng, không ai sẽ tin ngươi. Trần Hàng, giống như ngươi vậy phẩm chất thấp kém nhân, là không có tư cách đứng ở chỗ này, cút đi. Cút. Trần Hàng trừng mắt Giang Sách, lần đầu có người dám đối với hắn dùng cái chữ này. Ngươi để cho ta cút. Giang Sách, ngươi một cái bị trục xuất phế vật dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là chiến thần sao? Giang Sách ngửa đầu, đạm nhiên như thường nói rằng, có phải hay không chiến thần, ta đều sẽ nói như vậy. Giang Sách, ngươi thực sự đã cho ta không đối phó được ngươi. Nói cho ngươi biết, coi như không mượn những người khác lực lượng. Tự ta là có thể đem ngươi làm. Giang Sách thở dài. Có vài người a, chính là không nghe khuyên bảo, rõ ràng có đường có thể quay đầu, hắn không nên hướng tử lộ trên sông, làm sao còn đều túm không được. Bất đắc dĩ. Giang Sách lấy điện thoại cầm tay ra gửi một cái tin nhắn ngắn. Sau đó một lần nữa đem điện thoại di động nhét vào túi. Trần Hàng sửng sốt một chút, hỏi có ý gì? Gọi người, ha ha, người còn dám gọi người. Tốt, ta đứng ở chỗ này bất động. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể gọi tới người nào. Hắn là tương đối điên cuồng, căn bản không đem Giang Sách để vào mắt. Không bao lâu, còi cảnh sát vang lên. Một chiếc phản tham tổng cục xe dừng ở phụ cận, vài tên phản tham cục điều tra viên đi xuống xe, hướng phía Trần Hàng đã đi tới. Giang Sách lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta gọi nhân tới. Trần Hàng nhìn về phía na vài tên điều tra viên, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quả thực sợ. Hắn chính là tuyệt không sạch sẽ. Điều tra viên đi tới trước mặt, nhìn Trần Hàng, tương đương nghiêm túc nói, Trần Hàng, đưa ra thị trường công ty thầy cai đúng vậy. Là ta, mấy vị phản tham cục đồng chí. Các ngươi tìm ta có việc. Là như thế này, chúng ta nhận được quần chúng tố cáo, ngài tài khoản chung có đại ngạch không rõ lai lịch tiền tài, cùng với danh nghĩa có bao nhiêu bộ nghìn vạn lần khu nhà cấp cao. Xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Trần Hàng chân một cái liền mềm nhũn, đứng cũng không vững. Hắn lúng túng bài trừ nụ cười nói rằng, có phải hay không các người hiểu lầm. Ta nhưng là Thanh Liêm A, các người không thể nghe tin hắn nhân lời dèm pha oan uổng ta. Điều tra viên nói rằng, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử xấu. Không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta là sẽ không tới tìm ngươi. Trần Lão Tổng, ngươi là tự đi hay là cần chúng ta giúp ngươi? Trần Hàng triệt để trợn tròn mắt. Lời đã nói đến cái này phân thượng, còn có cái gì có thể chống cự? Ta, tự ta đi. Trước Diệu Võ Dương oai kiêu căng phách lối trong nháy mắt sẽ không có, Trần Hàng đầu rũ xuống, giống một điều chó nhà có tang, cúi đầu phi thường chán trường theo điều tra viên đi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho người nào. Làm người ta căm hận thầy cai Trần Hàng bị mang đi, phía sau vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, bình thường cái này thầy cai liền tác uy tác phúc, ngày hôm nay cuối cùng là ác hữu ác báo. Ở Trần Hàng bị mang đi sau đó, hiện trường không ít người đều vui mừng khôn xiết, vỗ tay khen hay. Nơi đây không biết lại có bao nhiêu người bị Trần Hàng khi dễ qua. Bình thường bọn họ chỉ có thể nhịn khí thôn tiếng, hiện tại được rồi, cái này đại ma đầu cuối cùng là bị mang đi. Thực sự là nhất kiện đáng giá làm người ta cao hứng sự tình. Còn như chiến đấu săn, hắn nhìn mục trừng khẩu ngốc. Na Trần Hàng ở nơi này một mảnh có thể nói là một tay che trời ác bá, hắc bạch thông cật, mạng lưới quan hệ cực lớn, bình thường ai cũng được bán hắn một bộ mặt, chiến đấu săn có thể khắp nơi khi dễ người. Cũng đều là đắc lực với Trần Hàng bất đoạn giúp hắn trong xử lý mặt sự tình. Ai biết ngày hôm nay Trần Hàng sẽ ở hắn đắc ý nhất phương diện tài liễu té ngã. Liền một cái nho nhỏ tấm ảnh cảnh cũng dám cùng Trần Hàng đối nghịch, nhất định chính là chợt thiên hạ to lớn kê. Chiến đấu săn cái này cha nuôi xem như là triệt để tiến vào. Đã không có Trần Hàng bảo hộ, chiến đấu săn chính mình liền có chút không đáng chú ý rồi. Cũng không cần Giang Sách tự mình động thủ, một năm qua này, không biết lại có bao nhiêu người bị chiến đấu săn sửa chữa qua, hiện tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù rồi. Trước đây có Trần Hàng che chở,
đại gia chỉ có thể bị chiến đấu săn đánh. Không dám hoàn thủ. Hiện tại được rồi, Trần Hàng bị bắt, chiến đấu săn mất đi lớn nhất chỗ dựa vững chắc, đây còn không phải là tùy ý người khác trả thù. Này nguyên bản thần phục với Trần Hàng chính là thủ hạ, vừa nhìn tình thế không tốt. Từng cái toàn bộ đều chạy đi, hiện trường một cái thủ hạ đều không thừa dưới, chỉ có chiến đấu săn một người tựa ở trên vách tường, nhìn một nhóm lớn người xông tới. Giang Sách cười lạnh một tiếng, nói rằng, ác giả ác báo. Chiến đấu săn, người cáo mượn oai hùng quán, thực sự cho là mình rất lợi hại, vô địch thiên hạ sao? Đã không có Trần Hàng, ta xem ngươi còn muốn làm sao tiếp tục một năm qua này, chiến tích huy hoàng. Nói xong, Giang Sách xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn. Lập tức, sau lưng truyền tới rồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đó là chiến đấu săn tiếng gào thét, không biết bị đã từng này cừu địch thế nào dằn vặt. Bất kể như thế nào, đều nhất định là phi thường tàn nhẫn dằn vặt. Còn như Giang Sách, hắn trực tiếp mang theo tấm ảnh cảnh Hứa Trọng Dân ly khai hiện trường, Giang Sách còn có một ít chuyện cần cùng Hứa Trọng Dân thương lượng. Mà tương theo như Vân nhìn Giang Sách bóng lưng, có một chút thất thần. Đều nói Cường Long không phải áp bọn rắn độc, ngày hôm nay, nàng xem như là thấy được cái gì gọi là cường đại. Bọn rắn độc, ha ha, ở Giang Sách này chân long trước mặt, người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái xấu xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.